Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 44. Đạm Đài Ngọc Trần chờ một chút, nói thật sự là ông ta không có tên. Đúng là địa vị cao hơn tôi, nhưng ông ta ở trong giáo không có chức vụ. Ông ta là người hầu trung thành của thiên ma, là người bảo vệ thánh nữ và thánh tử. Tôi chỉ biết là chân thân của ông ta ở Biển Trầm Quang. Biển Trầm Quang là chỗ nào? Biển Trầm Quang là thánh địa minh giới, ở nơi đó sẽ chìm vào biển cả, cho nên trên biển đều là màu đen, chỉ có đáy biển là ánh sáng. Cụ thể là ở nơi nào, làm sao để đến đó, Lý Dục Thần hỏi. Đạm Đài Ngọc lắc đầu nói, tôi chỉ là một ma sứ nho nhỏ, còn chưa trở thành đường chủ Hắc Thủy Đường chân chính, tôi nào có tư cách đến Biển Trầm Quang. Ông không phải đường chủ Hắc Thủy Đường, đường chủ Hắc Thủy Đường chân chính ở nơi đó. Đạm Đài Ngọc nâng tay trái còn có thể cử động lên, chỉ vào cái quan tài trên bệ đá. Nơi đó là lối vào Biển Trầm Quang. Ha ha, ngây thơ, làm sao lối vào thánh địa có thể ở chỗ này được? Trụ sở của Minh Thần, sao có thể để người ta tìm ra dễ dàng như thế? Trụ sở của Minh Thần. Lý Dục Thần vô cùng kinh hãi, anh đã từng nghe nói qua về Minh Thần, đó là một trong số những vị thần viễn cổ, chi phối một thế giới khác. Ông nói cái bóng là Minh Thần. Không, ông ta là Minh Phó. Chỉ là chân thân của ông ta ở Biển Trầm Quang, mà chúa tể Biển Trầm Quang chính là Minh Thần. Minh Thần cũng là người của ma giáo các ông. Thiên ma đâu đâu cũng có, trong toàn bộ thế giới biển, tất cả thần đều là hóa thân của thiên meo. Trên mặt Đạm Đài Ngọc hiện ra vẻ vinh quang. Lý Dục Thần cảm thấy càng ngày càng không hợp lẽ thường, ngay cả thế giới biển cũng xuất hiện luôn. Cho dù ở thiên đô, thế giới biển cũng được coi như truyền thuyết. Xung quanh Côn Luân có nhược thủy vần quanh, cũng bảo vệ thế giới của chúng một a. Bên ngoài nhược thủy gọi chung là ngoài thế giới, mà trong truyền thuyết, nhược thủy chính là nơi thông đến thế giới biển. Nơi đó có ba thế giới, mỗi một thế giới đều có một pháp tắc và chúa tể của riêng mình. Nói đi, phân thân của Minh Phó ở đâu? Tôi biết bây giờ ông ta đang ở thủ đô, Lý Dục Thần hỏi. Đạm Đài Ngọc có vẻ đã bị thiên ma tác động, cho dù bị trọng thương, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn, điên cuồng cười ha ha. Lý Dục Thần đá bay ông ta ra ngoài, đập mạnh vào trên bệ đá ở chính giữa. Đạm Đài Ngọc phun ra hai ngụm máu, ôm ngực nói, Minh Phó đang ở nhà họ Na. Nhà họ Na. Lý Dục Thần lập tức nghĩ đến, Na Như An. Giống với Trường Diễm Diễm lúc trước, Trường Diễm Diễm bị phụ thân, rất có thể Na Như An cũng bị phụ thân. Không nghĩ tới, vậy mà ông ta có thể đồng thời phân. Thân phụ thể lên hai người. Đúng vào lúc này, Đạm Đài Ngọc đột nhiên dừng cười, đưa tay bắt lấy cán bạch linh phiên bên cạnh, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Cậu muốn giết Minh Phó sao? Cậu không giết được đâu, chỉ cần chân thân ở Biển Trầm Quang không chết, ông ta sẽ mãi mãi không chết. Hơn nữa, cậu cũng sẽ không có cơ hội đâu. Cậu có biết đây là chỗ nào không? Nơi này là nơi quỷ vương an nghỉ, thần tiên tới cũng không trốn thoát được. Nói xong, ông ta bỗng nhiên rút lá cờ đang cắm trên mặt đất ra. Ngũ phương linh phiên thiếu một lá cờ, trận pháp lập tức bị phá, ngàn vạn âm linh đã hội tụ trên lá cờ bỗng nhiên tản ra. Chỉ trong chốc lát, bên trong đại điện cuồn cuộn gió âm, vạn quỷ hội tụ. Đạm Đài Ngọc vừa rồi còn đang nhe răng cười, trong nháy mắt đã biến thành một đống xương trắng. Lý Dục Thần nhíu mày, đối mặt với gió âm gào thét mà đến, cả người anh lùi về phía sau hai bước, phất tay đánh ra một đống cương khí, ép lui gió âm. Chỉ là giống như Đạm Đài Ngọc nói, nơi này là vùng đất cực âm, tất cả pháp thuật loại thiên cương chính dương đều bị hạn chế, uy lực không đủ mạnh. Mà lực lượng oán khí của đám âm linh này lại được gia tăng. Anh vừa mới phất tay đánh lui một đợt, lập tức lại có một đợt tiến lên, giống như là thủy triều, không ngừng chút nào. Hơn nữa trên bạch linh phiên còn không ngừng có âm linh tuôn ra, giống như không bao giờ dừng lại vậy. Anh đã sớm biết trên ngũ phương bạch linh phiên hội tụ âm linh. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều như thế. Lúc này, âm hồn đã tập trung đầy cả đại điện, ngọn đèn trên trụ đá cũng không chừng đung đưa theo từng cơn gió âm. Lý Dục Thần vừa đánh lui hồn triều, vừa chậm rãi đi về phía bệ đá ở chính giữa. Đúng lúc này, anh nghe thấy ngoài cửa đại điện truyền đến một tiếng kêu a sợ hãi. Chính là giọng nói của ông chủ hầu, hóa ra là ba người Bạch Phương Hưng đã tìm tới.
Sau khi ba người bọn họ tỉnh táo lại sau rung động ngắn ngủi liền đuổi theo Lý Dục Thần qua vách tường bị anh đánh nát. Nhưng hang đá phía sau giống như mê cung, bọn họ còn suýt bị lạc đường trong đó. Cộng thêm ông chủ hầu không đi nhanh được, cuối cùng chỉ có thể bị Tiêu Minh Hà kẹp nách mang đi. Cũng may sự sợ hãi bóng tối và mê cung đã che giấu sự xấu hổ trong lòng ông chủ hầu. Về sau, bọn họ nghe được tiếng cười của Đạm Đài Ngọc, liền dựa vào âm thanh đi tìm, cuối cùng đã thấy được trong cửa đại điện lộ ra ánh đèn yếu ớt. Nhưng khi bọn họ mừng rỡ xông tới, lại chạm mặt với gió âm kêu khóc và đại quân được tạo ra từ vô số âm linh phiêu đáng. Ông chủ hầu bị một màn này dọa đến mức la hoảng lên. Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc không hổ là trường xuân môn hạ và tông sư võ đạo, đều phản ứng rất nhanh, lập tức ra tay giết âm hồn nhào lên. Bạch Phương Hưng phát hiện ra vậy mà trường xuân đạo pháp ông ta luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại không thể sử dụng được ở chỗ này, cho dù có sử dụng được thì uy lực cũng vô cùng nhỏ yếu. Ngược lại là Tiêu Minh Hạc, chân khí hùng hồn liên tục tuôn ra từ trong cơ thể. Cũng may Bạch Vân Quán cũng xong tu võ đạo, Bạch Phương Hưng liền dồn chân khí vào bảo kiếm, vung lên, sóng vai chiến đấu cùng một chỗ với Tiêu Minh Hạc. Nhưng cho dù như vậy, so sánh ra sẽ thấy tông sư Tiêu Minh Hạc mạnh hơn Bạch Phương Hưng. Dương khí của người sống đã thu hút âm hồn không ngừng đánh tới, càng ngày càng nhiều, điều này khiến Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc đối phó vô cùng mệt mỏi. Cũng may cánh cửa chật hẹp, hai người vẫn có thể canh giữ được, không để lọt một cái nào. Bọn họ chỉ cần đối với kẻ địch trước mặt, không cần cố kỵ phía sau. Nếu là ở trong đại điện, âm linh tấn công từ khắp mọi phía, bọn họ căn bản sẽ không có cách nào để ngăn cản. Ngay lúc này, ông chủ hầu lại kêu lên một tiếng ai sợ hãi. Bạch Phương Hưng bất mãn nói, ông trốn ở đằng sau chúng tôi, kêu la cái gì? Đằng sau có quỷ, ông chủ hầu lớn tiếng nói. Tiêu Minh Hạc quát lớn một tiếng, liên tục phung hai tay ra, bổ ra hai đao khí giao nhau, đánh chết đám âm hồn đã tụ tập càng ngày càng nhiều trước người, nhân cơ hội này quay đầu nhìn thoáng qua. Không nhìn không sao, vừa nhìn một cái đã phải hít một hơi lạnh. Chỉ thấy trong ánh sáng yếu ớt sau lưng, mấy thi sát đang ngọ nguậy bỏ tới chỗ bọn họ. Mà ở đằng sau mấy thi sát đó còn loáng thoáng thấy một đống thứ như vậy đang ngọ nguậy, mình mông cuồn cuộn. Tia sét kia của Lý Dục Thần đã tiêu diệt tất cả thi sát trong căn phòng đá đó, những thứ này chắc là mới bỏ ra từ trong thi bình ở mấy căn phòng đá bên ngoài, bây giờ tất cả đều đổ dồn về phía này. Trước có âm hồn, sau có thi sát, lần này thật sự phải chết rồi. Chợt nghe Lý Dục Thần nói, tôi thu nạp âm khí oan hồn, mấy người ngăn ở cổng, cản trở những thi sát kia, đừng để bọn chúng tiến vào. Nơi này là cánh cửa trăm quỷ, âm khí cực nặng, một khi để thi sát tiến vào thì lực lượng sẽ tăng gấp bội, mấy người sẽ rất khó đối phó. Chờ tôi ngăn chặn quỷ khí, siêu độ này ngàn vạn oán linh này đã. Vừa dứt lời, anh liền lấy thiên đô lệnh ra ném lên không trung. Ngay lập tức một vầng hào quang màu vàng tỏa ra, trong hư không giống như xuất hiện một cánh cửa thông suốt, một chiếc thang trời nối thẳng lên cao, mây mù. Mịt mờ, cũng không biết là nối lên đến đâu. Bạch Phương Hưng nhìn thang trời màu vàng kia, ngẩn người, còn quên cả việc tấn công, lẩm bẩm nói, đây là. Khi trong đầu ông ta hiện ra hai chữ thiên đô, hai chân suýt nữa mềm như quỳ xuống. Nhớ tới tia sét vừa rồi, lại nhìn Lý Dục Thần. Trong lòng Bạch Phương Hưng vô cùng xấu hổ. Mãi đến khi Tiêu Minh Hạc hô lớn một tiếng, Bạch đạo trưởng, ngươi ra đó làm gì? Bạch Phương Hưng mới như tỉnh lại trong mộng. Lúc này, dưới ánh sáng vàng của thiên đô chiếu rọi xuống, những âm linh u hồn kia đều như thiêu thân lao vào lửa, nhào vào bên trong vòng sáng. Vòng sáng kia giống như tự hình thành không gian, âm linh vừa bay vào sẽ không thể ra ngoài được nữa. Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc liếc nhau, xoay người. Đưa tay kéo ông chủ hầu đến, sau đó ngăn chặn cửa đại điện. Một con thi sát cách gần nhất đã bỏ tới, chỉ còn cách bọn họ không đến 2 mét. Bạch Phương Hưng nâng kiếm, chém ra hai nhát vèo vèo, cắt thi sát cắt thành 4 phần. Tiêu Minh Hạc biết không thể giết chết được thứ này, ngay sau đó liền đánh ra 4 chưởng, rầm 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 rầm, đập 4 khúc kia thành 4 bãi thịt nát. Cứ như vậy, hai người phối hợp với nhau, miễn cưỡng giữ vững cửa đại điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Dục Thần đặt tay lên mép quan tài. Chạm vào tay lạnh như băng, tựa như đã chạm vào tảng băng ngàn năm. Khi thần thức dò vào,
giống như đi vào u minh, vô cùng vô tận. Anh giơ tay nhấc nắp quan tài lên. Bên trong quan tài có một thi thể. Thi thể này cao hơn người bình thường, ước tính cao khoảng 2 mét rưỡi, chẳng trách lại được đặt trong một chiếc quan tài lớn như vậy. Thi thể mặc một chiếc trường bào màu đen trên người, phía trên thêu con rồng vàng ba móng, ngược lại rất có khí thế của đế vương. Hai tay đặt lên ngực, trong tay cầm một cây gậy bọc vải đen, cũng có thể là lá cờ. Khuôn mặt của thi thể đã khô héo, chỉ còn một lớp da che phủ hộp sọ, hốc mắt sâu thẳm như hai cái giếng khô không đáy dẫn vào cõi u minh. Toàn bộ quan tài cũng tràn ngập tử khí mờ mịt, như một cỗ quan tài chứa đựng đầy nước đen. Tử khí này đã phong tỏa thần thức, khiến Lý Dục Thần không thể nào khám phá được những bí mật bên trong quan tài. Không thể trực tiếp sử dụng bạo lực để phá hủy đầu mối quan trọng của trận pháp ma quái này. Thông thường, những ngôi mộ như vậy đều có trang bị tự hủy để ngăn ngừa kẻ trộm mộ, chẳng hạn như nhiều lăng mộ của đế vương sẽ đổ một lượng lớn thủy ngân lên tầng trên cùng của ngôi mộ. Một khi bị phá hủy thì thủy ngân sẽ tiết ra ngoài và lăng mộ sẽ bị phá hủy. Ngôi mộ này có thể không có lớp thủy ngân nhưng chắc chắn nó ẩn chứa một cơ quan phá hủy càng lợi hại hơn. Một khi kích hoạt thì toàn bộ lăng mộ rất có thể sẽ sụp đổ. Lý Dục Thần có lẽ không sợ, nhưng ngoài anh ra, ở đây còn có ba người khác, đặc biệt là ông chủ hầu không hề biết võ công gì cả. Hơn nữa, Lý Dục Thần cũng không hy vọng nơi này bị hủy diệt. Đây là địa điểm bí mật hiếm có của ma giáo, nhất định che giấu rất nhiều bí mật. Ma giáo là một giáo phái được truyền thừa sau khi thiên ma chuyển thế, ngay cả sư môn Thiên Đô cũng rất chú ý đến nó. Trên đỉnh Thiên Đô, năm đó 100.000 kiếm tiên bày trận, xua đuổi thiên ma ngoại vực, trận pháp ngàn kiếm tiên vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Khi nắp quan tài này được mở ra, tử khí như làn nước đen chậm rãi dâng lên, nhanh chóng tràn ra khỏi mép quan tài. Lý Dục Thần lặng lặng chờ đợi, chỉ khi tử khí trong quan tài tản đi, thần thức của anh mới có thể thăm dò tình trạng bên trong quan tài. Thiên Đô lệnh treo trên mái vòm của đại điện. Hàng ngàn âm linh đang giãy giụa trong ánh sáng vàng, giống như bầy cá mắc lưới dưới đáy biển. Mặc dù Thiên Đô lệnh có công hiệu, sức mạnh của nó vẫn không hề suy giảm ngay cả ở nơi cực âm này, nhưng muốn khống chế được hơn 10.000 âm linh thì Lý Dục Thần sẽ tiếp tục bị tiêu hao pháp lực của bản thân. Anh quay đầu lại nhìn thấy Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc đang canh giữ ở cửa đại điện, mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng miễn cưỡng có thể phòng thủ được. Chỉ có ông chủ hầu, một người đứng ở trong đại điện, hoảng sợ không biết nên tiến hay lùi. Lý Dục Thần thấy hai người Bạch, Tiêu còn có thể cầm cự được nên anh không quan tâm đến họ. Lúc này, chẳng những anh phải khống chế hơn 10.000 âm linh mà còn phải luôn chú ý đến những thay đổi trong quan tài để đề phòng những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, quan tài của Hắc Thủy Đường chủ ma giáo không thể mở ra dễ dàng như vậy được. Thời gian trôi qua từng chút một, tử khí trong quan tài tràn ra từng chút một, rơi xuống bệ đá. Sau đó từ bệ đá rơi xuống đất, lan rộng như thác nước sương mù đen trong đại điện. Hắc khí trong quan tài chậm rãi chìm xuống, thi thể như đang nổi lên từ mặt nước đang đọng lại, làn da khô héo trên khuôn mặt vốn đã nhăn nheo đột nhiên có chút ẩm ướt, trở nên trong suốt, giống như có một sinh mệnh mới, phía trên được bao phủ dày đặc bởi mạch máu đỏ như tơ nhện, giống như có máu tươi đang chuyển động. Quỷ vương đã sống lại. Lý Dục Thần cau mày. Hắc Thủy Đường chủ của ma giáo 500 năm trước tuyệt đối không phải một nhân vật có pháp lực thấp kém như Đạm Đài Ngọc, ít nhất cũng thuộc cảnh giới tiên thiên trở lên, thậm chí có thể còn cao hơn. Anh không dám chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu thứ này sống lại. Không thể suy nghĩ thêm những bí mật của ma giáo hay bất cứ điều gì khác, phải giết chết nó trước khi nó sống lại. Lý Dục Thần giơ tay lên tung ra một chưởng, chém về phía thi thể quỷ vương. Ở chỗ này, uy lực của pháp thuật thiên cương chính dương đã giảm đi rất nhiều, mà thuật cửu âm chưa chắc có tác dụng với quỷ vương, cho nên Lý Dục Thần dứt khoát không sử dụng pháp thuật mà dùng tay làm đao, tương tự như võ thuật. Nhưng công phu của anh giỏi hơn nhiều so với các tông sư võ đạo trên thế giới. Anh đã có thân thể tiên thiên, cơ thể chống cự được lôi kiếp. Chỉ riêng sức mạnh của cơ thể này đã vượt xa khả năng chống lại của những thứ bình thường trên thế giới. Chỉ nghe ầm một tiếng. Chiếc quan tài làm bằng gỗ sẫm màu dày bị sức mạnh của một chưởng làm cho vỡ tan. Tử khí văng khắp nơi như một cơn mưa xối xả. Nhưng thi thể của quỷ vương vẫn còn nguyên vẹn, cứ lắng lặng mà nằm trên bệ đá. Vừa rồi ở bên ngoài, ông ta còn tưởng những bình sứ kia chứa bảo bối, hóa ra lại là xác chết,
nhưng thật không ngờ những chiếc quan tài được cho rằng sẽ chứa xác chết thật ra lại chứa bảo vật. Tòa đại điện này rất lớn, trên vách tường có không dưới 100 chiếc quan tài như vậy. Thế thì có bao nhiêu bảo vật đấy? Ngay sau đó, một tiếng nổ nữa vang lên, nắp quan tài bên cạnh cũng rơi xuống. Cũng có vô số vàng bạc ào ào chảy khắp sàn. Nhưng ông chủ hầu cũng không còn hưng phấn nữa, trong lòng bị một nỗi sợ hãi sâu sắc chiếm cứ. Bởi vì sau khi vàng bạc chảy ra, ông ta nhìn thấy một cương thi màu nâu đang đứng trong quan tài kia. Ông ta cảm thấy cương thi dường như đang cử động, đôi mắt trống rỗng của nó dường như đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiếng động cùng tiếng vàng bạc tuôn chảy vang lên, những chiếc quan tài đặt trên vách đá lần lượt được mở ra. Cương thi trong chiếc quan tài được mở ra đầu tiên bước về phía trước một bước, lắc lư thân thể hai cái, trông có vẻ không vững. Sau một lúc dừng lại, nó tiếp tục bước thứ hai một cách cứng ngắc và khó khăn. Sau đó, con cương thi thứ hai cũng di chuyển, gần như lặp lại động tác giống như con cương thi đầu tiên. Trong một cung điện khổng lồ dưới lòng đất, hàng trăm con cương thi đang chậm rãi di chuyển, chúng dẫm lên vàng bạc đang rải khắp nơi. Ông chủ hầu sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Cảnh tượng này còn khoa trương hơn bất cứ cảnh nào trong phim kinh dị mà ông A từng xem qua. Đôi tay ông ta run run, cầm điện thoại ra, bật camera, chụp hai bức ảnh trước rồi bắt đầu quay video. Ở đây không có tín hiệu, không thể nào đăng tải video lên mạng. Nhưng ông ta vẫn muốn quay lại, cho dù có chết ở chỗ này thì cũng phải để cho thế hệ sau biết có người đã từng đến đây, hơn nữa để lại tư liệu video quý giá. Lúc này, một con cương thi khác lại tới gần ông chủ hầu. Lý Dục Thần vung kiếm, bắn ra một đạo kiếm khí, đầu của cương thi rơi xuống và lăn đi. Thân thể lắc lư hai cái và cũng ngã xuống đất. Sau khi thấy ông chủ hầu tạm thời không gặp nguy hiểm, Lý Dục Thần xoay người, đối mặt với thi thể của quỷ vương trên bệ đá, giơ kiếm chém xuống. Ngay vào lúc này, hai tay đặt trên ngực quỷ vương đột nhiên cử động, lá cờ nó cầm trong tay đột nhiên được mở ra. Kiếm huyền minh đánh vào lá cờ, giống như một con dao cùn chém vào áo giáp dây leo. Lý Dục Thần rất kinh hãi. Anh rất ngạc nhiên trước phản ứng này của quỷ vương, càng ngạc nhiên hơn là lá cờ này kiên cố đến mức có thể đỡ được cả kiếm huyền minh. Phải biết với nhát kiếm này, anh đã vận dụng hết sức lực của bản thân. Từ khi xuống núi, ngoài việc đối phó với chân long trong bí cảnh hoang trạch, Lý Dục Thần cũng chưa bao giờ sử dụng hết sức lực như vậy. Khi đối phó với con rồng kia, trong tay anh còn không có huyền minh, cũng chưa học được điệu múa thiên ma và kiếm pháp huyền minh. Hiện tại đã có huyền minh trong tay, dùng hết sức lực mà lá cờ vẫn không hề bị tổn hại gì cả. Không những vậy, lực phản chấn do lá cờ linh hoạt còn đánh bật kiếm huyền minh bản lên cao, Lý Dục Thần cũng phải lùi lại hai bước. Mà lúc này, quỷ vương trên bệ đá cũng đứng thẳng dậy. Thân hình nó cao lớn, nhìn qua giống như một người khổng lồ. Lá cờ đã ở trong tay nó. Lý Dục Thần ổn định cơ thể, vừa dùng thiên đô lệnh khống chế các âm linh đang ngo ngoe dục dịch, một chân vừa dùng bộ võ và phát động kiếm khí huyền minh một lần nữa. Kiếm khí màu đen liên tục được phát động, giống như một cơn mưa kiếm dày đặc, bắn về phía quỷ vương từ nhiều hướng khác nhau. Quỷ vương chậm rãi tiến về phía trước trong khi vẫn vẫy lá cờ của mình. Lý Dục Thần cảm nhận được một áp lực cường đại và dày đặc đang bao trùm lên người mình. Hiện tại anh đã biết nguồn gốc của quỷ khí cực âm ở nơi này chính là phát ra từ lá cờ trong tay quỷ vương. Đây chắc chắn là một món bảo vật. Đạm Đài Ngọc đến đây có lẽ chỉ vì lá cờ này. Nhưng lá cờ nằm trong tay quỷ vương, một khi quan tài được mở ra, quỷ vương sẽ nhân cơ hội sống lại, kẻ nào muốn cướp lá cờ sẽ chỉ trở thành đá lót đường trên con đường luân hồi chuyển kiếp của quỷ vương thôi. Cho nên Đạm Đài Ngọc bày ra ngũ phương linh phiên trận. Mượn hơn 10.000 âm linh để hấp thụ quỷ khí của nơi này và trấn áp ý niệm muốn sống lại của quỷ. Vương, đáng tiếc ông ta còn kém một chút, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Đối mặt với một lá cờ quý giá như vậy, Lý Dục Thần nhất thời cũng không có biện pháp nào tốt. Mà lúc này, cương thi xung quanh anh đã dần tụ tập lại. Hơn nữa nhìn cử động của bọn chúng thì dường như đã không còn cứng ngắc như ban đầu nữa, mà chúng đã dần dần trở nên linh hoạt hơn. Nếu như bị bọn chúng vây quanh và tấn công thì Lý Dục Thần sẽ bị tấn công từ ba phía. Phía trước có một con quỷ vương đang cầm cờ, phía sau có gần trăm con quỷ thi, phía trên có hàng ngàn âm linh. Cục diện này nhìn qua đã đi vào ngõ cụt.
Điều phiền toái hơn nữa là có một số cương thi đã tách ra khỏi đại quân, có lẽ chúng đã bị dương khí trên người ông chủ hầu hấp dẫn, cho nên đang chậm rãi đi đến. Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc cũng đã thấy được tình hình bên trong đại điện, bọn họ cũng vô cùng lo lắng. Nhưng thi sát ngoài cửa càng ngày càng tụ tập nhiều hơn, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy thì ngay cả người sắt cũng sẽ sụp đổ. Tiêu Minh Hạc hét lớn một tiếng, chân khí cuồng phát, liên tục tung trưởng, đánh bay mấy con thi sát trước mặt ra ngoài, nhảy tới trước một bước, đứng ở trước mặt Bạch Phương Hưng, một thân một mình chặn lối vào lại, nói. Đạo trưởng Bạch, ông mau đi cứu ông chủ hầu đi, nơi này giao lại cho tôi. Bạch Phương Hưng hét lớn, được, ông cẩn thận. Cầm thanh kiếm gỗ trong tay, ông ta xoay người tiến vào đại điện, lao tới chỗ ông chủ hầu, giơ tay lên, dùng kiếm chém vào một con cương thi. Đáng tiếc pháp thuật bên trong có hạn, trong tay lại là một thanh kiếm gỗ, hoàn toàn dựa vào chân khí, đánh cho đến hiện tại thì chân khí cũng đã tiêu hao rất nhiều. Không ngờ con cương thi này lại cứng rắn hơn nhiều so với lũ thi sát bên ngoài, chỉ một tiếng rắc, thanh kiếm gỗ trong tay ông ta đã bị chặt đứt. Bạch Phương Hưng lúc này mới ý thức được vừa rồi Lý Dục Thần từ xa bắn ra hai đạo kiếm khí, một kiếm chém quỷ, tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại vượt quá khả năng của ông ta. Con cương thi dường như đang tức giận vì một kiếm của ông ta, nó quay sang lao về phía ông ta. Ông ta tung cước đá trong không trung, đá mạnh vào ngực con cương thi. Cú đá này mạnh đến mức con cương thi cũng bị đá lui lại mấy bước, còn bản thân Bạch Phương Hưng cũng bay ngược về phía sau. Ông ta xoay người như một con diều giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đất, mũi chân vừa chạm đất thì lại bay lên trời một lần nữa, bay tới đá vào đầu cương thi. Thật không may, con cương thi chỉ bị quẹo đầu một chút, nó phát ra tiếng kêu cót két trên cổ. Bạch Phương Hưng đáp xuống đất, nhìn thấy con cương thi không hề bị ảnh hưởng bởi hai cú đá đã dùng hết sức lực của ông ta, ngược lại hai chân của chính mình thì tê dại, trong lòng không khỏi run lên. Thi sát bên ngoài tuy dễ đánh, nhưng lại không thể giết chết, cho dù có bị chia thành hai nửa hay bốn nửa thì cũng không chết, chỉ có thể đánh chúng nát thành từng mảnh nhỏ. Thi quỷ ở đây thì ngược lại, có thể giết chết chúng, nhưng ông ta lại không có năng lực này, căn bản không thể giết chúng. Mà ở trên đài cao kia, còn có một quỷ vương mà ngay cả Lý Dục Thần cũng không thể làm gì được. Làm sao còn có thể đánh cuộc chiến này đây? Nhìn thấy cảnh tượng này, ông chủ hầu vội vàng la lớn, đạo trưởng Bạch, đừng để ý đến tôi, cương thi đi chậm rãi, tôi có thể chạy trốn được. Ông mau đi giúp cậu Lý đi, chỉ có cậu Lý mới có thể cứu chúng ta. Bạch Phương Hưng nhìn về phía quỷ vương đang giằng co với Lý Dục Thần, giữa không trung của đại điện đã tràn ngập mây đen và mây tím, ánh sáng của thiên đô lệnh ẩn hiện trong tầng mây. Thi quỷ ở bên ngoài đã tụ lại, vây quanh Lý Dục Thần, chúng sẽ sớm phát động một cuộc tấn công. Ông ta biết ông chủ hầu nói đúng, chỉ có Lý Dục Thần mới có thể cứu được mọi người. Một con thi sát nhảy dựng lên, nằm úp trên vai Tiêu Minh Hạc. Tiêu Minh Hạc cảm thấy đầu vai đau nhói. Ra sức hất lên, ném thi sát xuống đất, một chân đá bay. Máu đen ở vai chảy dọc xuống thuận theo cánh tay, toàn bộ cánh tay có cảm giác tê dại. Ông ta biết đây là thi độc, liền vội vàng dùng một bàn tay khác liên tục điểm mấy. Chỗ trên cánh tay bị thương, phong bế huyệt đạo, ngăn cản khí độc lan rộng. Nhưng lúc này ông ta không kịp dùng chân khí ép độc ra ngoài, bởi vì lại có thêm mấy con thi sát bỏ tới. Tiêu Minh Hạc không thể không dùng cánh tay còn lại đánh với chúng, ông ta vốn tiêu hao sức lực quá lâu, hiện tại càng là trứng chọi đá, chỉ đành nương nhờ thân pháp tránh trái tránh phải. Nhưng làm như vậy, cửa điện do ông ta canh giữ liền lộ ra sơ hở, mấy con thi sát chui vào. Ông chủ hầu bị ép vào trong góc, điện thoại di động cầm trong tay chẳng biết bật lên một tấm ảnh chụp phù chú. Ông ta run tay, nhắm thẳng màn hình vào trước cương thi. Vừa chiếu vừa lẩm bẩm trong miệng, thái thượng lão quân cấp cấp như. Luật lệnh, tôi định, cương thi kia có lẽ bị ánh sáng từ điện thoại di động chiếu vào nên ngẩn ra, như thể bị định tại chỗ. Ông chủ hầu cảm thấy ngạc nhiên, có tác dụng, cương thi đột nhiên nhào tới. Đụ mẹ, ông chủ hầu chửi thô tục, ngã dập mông xuống đất. Cương thi kia đang muốn nhào lên, lại bị cương thi do Bạch Phương Hưng ném tới vừa khéo đụng phải. Hai con cương thi đều ngã trên mặt đất. Ông chủ hầu thừa dịp khe hở này chạy về phía một góc tường khác. Bạch Phương Hưng trừng mắt, râu tóc dựng đứng, từ lão đạo sĩ biến thành trương phi hung mãnh, tấn công bầy thi quỷ từ phía sau, muốn giết ra một con đường máu, giúp Lý Dục Thần giảm bớt áp lực.
Sau khi liên tục ném ra 4-5 con thi quỷ, cuối cùng bầy thi quỷ cũng phản ứng lại, mấy con thi quỷ xoay người lại, bắt đầu phản kích. Bạch Phương Hưng lập tức rơi vào bị động. Mặc dù những con thi quỷ này hành động chậm chạp, nhưng mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, hơn nữa sức lực còn cực lớn. Xoẹt một tiếng, quần áo trên người Bạch Phương Hưng bị một con thi quỷ cắt nát, để lại mấy vết chảo trước ngực, máu đen chảy ra. Ông ta cảm thấy đầu váng mắt hoa, lập tức biết đây là âm độc chui vào cơ thể. Ông ta vội vàng lùi lại mấy bước, lấy ra một viên đan dược Bạch Vân Quan đặc chế, nhét vào trong miệng. Bạch Phương Hưng miễn cưỡng ngừng độc phát tán, nhưng lại bị thi quỷ vây quanh. Ông ta không kịp điều chỉnh hơi thở, nghỉ ngơi chờ đan dược ngấm hiệu quả, chỉ đành vừa đánh vừa lùi. Cứ như vậy, ông ta càng khó ức chế độc tính, sức chiến đấu của ông A cũng càng ngày càng yếu. Lúc này, ông ta cũng chẳng mạnh hơn ông chủ hầu bao nhiêu. Quỷ vương từng bước một tới gần, áp lực do cờ xí màu đen kia mang tới càng lúc càng lớn. Lý Dục Thần chẳng thể ngờ được, anh lại gặp phải một con âm thi quỷ vương có u vi tiên thiên trong mộ huyệt dưới đất. Thứ này đã chết, chỉ là mượn nhờ âm khí giữ lại một tia tàn hồn, không hề có ý thức. Thế mà nó còn có tu vi cao như vậy, có thể nghĩ, thời điểm nó còn sống mạnh đến mức nào. Khó trách năm đó ma giáo có thể vùng dậy mạnh mẽ, tùy ý hoành hành, quấy nhiễu đến thiên hạ bất an. Cả lá cờ trong tay quỷ vương kia nữa, không biết nó làm từ vật liệu gì mà trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Trên mặt lá cờ ánh lên vầng sáng thần bí, mơ hồ có thể thấy được một góc thứ gì đó, không biết là ký hiệu hay hình vẽ. Mà lúc anh dùng thần thức điều tra, chỉ cảm thấy nó mênh mông như vũ trụ, sâu không thấy đáy. Mây đen và mây tím đan xen vào nhau, khiến hào quang của thiên đô lệnh dần dần trở nên ảm đạm. Những âm linh kia dường như càng ngày càng cáu kỉnh, chúng bay loạn như bầy ruồi, dường như muốn thoát khỏi không gian này. Sau lưng, bầy thi quỷ đã tới rìa bệ đá ở trung ương, có mấy con thi quỷ đã bắt đầu leo lên. Lý Dục Thần biết, anh không thể do dự nữa. Anh chỉ có thể thu lại thiên đô lệnh, phóng hơn chục ngàn âm linh này ra ngoài. Chỉ có như vậy, anh mới có thể rảnh tay, dùng hết sức lực đối phó quỷ vương. Nhưng đám âm linh này chưa thể thả ở chỗ này, bởi vừa thả ra ở đây, âm linh không những dễ dàng kết hợp với thi quỷ thi sát, mà những cái xác chỉ có hình không có hồn sẽ biến thành vật có hồn, đến lúc đó sẽ rất khó xử lý. Hơn nữa, tuôn ra số lượng âm linh lớn chẳng khác gì lũ lụt. Trong nháy mắt chúng sẽ khiến cả tòa đại điện trở nên chật ních, ba người Bạch Phương Hưng, Tiêu Minh Hạc và ông chủ hầu không một ai trốn thoát được vận mệnh bị cắn nuốt. Cho nên nhất định phải rời thiên đô lệnh ra ngoài điện đá rồi mới thả âm linh ra. Đợi đến khi anh giải quyết hết quỷ vương, rồi giải quyết những âm linh này sau. Sau khi ra quyết định, Lý Dục Thần cao giọng hô lớn, ba người các ông nghe theo hiệu lệnh của tôi đếm tới ba, các ông liền cùng nhau chạy đến nơi hẻo lánh phía sau đại điện. Ba người không hiểu tại sao lại phải chạy đến góc hẻo lánh ở sau điện, nơi đó rõ ràng là góc chết, cách cửa điện xa, một khi góc đó bị chặn lại sẽ không thể chạy thoát được. Nhưng nếu Lý Dục Thần nói như vậy, bọn họ lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, sôi nổi đáp lời, được. Lý Dục Thần bắt đầu đếm, 1, 2. Chờ đến khi vào trong góc, bọn họ mới biết được tại sao Lý Dục Thần bảo bọn họ trốn vào đây. Bởi vì địa thế nơi này hơi cao hơn các chỗ khác. Vừa khéo là tại Tây Càn Vị, vùng đất cực âm cũng có dương vị. Khi mây đen xả xuống đất, cuồn cuộn tràn qua cả tòa. Đại điện như nước thủy triều, chỉ lộ ra góc hẻo lánh chỗ bọn họ. Đương nhiên nó chỉ là nhất thời, dần dần, lớp mây đậm đặc như mực này vẫn sẽ tràn qua. Mặc dù không biết đó là gì, nhưng ba người đều có thể cảm nhận được khí âm hàn trong đó, một khi bị đụng phải, e rằng sẽ ngay lập tức biến thành cương thi. Bọn họ không khỏi lo lắng cho Lý Dục Thần, bởi vì lúc này Lý Dục Thần đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Sau khi thu lại tử vân như ý, Lý Dục Thần dùng sức ném thiên đô lệnh ra ngoài. Thiên đô lệnh bao bọc lấy hơn chục ngàn âm linh, bay xuyên qua mây mù, vạch ra một đường bay ngay giữa mây đen, bay ra khỏi cửa điện, rơi vào trong bóng đêm. Lý Dục Thần không thể quan tâm đến hậu quả sau khi thiên đô lệnh mất khống chế, âm linh tản ra ngoài. Bởi sau lưng anh, mấy con thi quỷ đã bò lên trên bệ đá, nhoài đến trên người Lý Dục Thần. Lý Dục Thần không để ý đến những con thi quỷ này, tay phải anh cầm kiếm huyền minh vung ra một đường kiếm khí, bổ về phía quỷ vương trước mặt. Quỷ vương vung vẩy cờ u minh quỷ, chặn lại kiếm khí.
Kiếm khí chém ngang âm khí nồng nặc, bổ vào mặt cờ, tuy không thể phá nổi cờ quỷ, lại ngăn cản bước chân của quỷ vương. Thân thể quỷ vương khẽ ngửa ra sau, hơi sững lại, dường như không nghĩ tới một kiếm này của Lý Dục Thần lại có uy lực lớn như vậy. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, nó liền vung cờ quỷ ép xuống. Trên cờ quỷ, ngoài mây mù ra còn có từng tia khí đen bản ra. Bàn tay lớn khác của quỷ vương cũng rũ ói về phía Lý Dục Thần, muốn bóp cổ anh. Một con thi quỷ há miệng, cắn vào sau cổ Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lù lù bất động, tay trái anh nhiều thêm một thứ gì đó vuông vức như hòn đá. Càng ngày càng nhiều thi quỷ bổ nhào vào trên người Lý Dục Thần, cắn vai anh, cào lưng anh. Lý Dục Thần không hề cảm giác, đôi mắt chỉ nhìn chăm chặp quỷ vương. Ngay cả quỷ khí u minh bắn ra từ lá cờ cũng không thể khiến anh liếc mắt nhìn, chỉ dùng thân xác cứng rắn đón đỡ. Quần áo trên người mục nát thành từng mảnh vải rách trong làn khí đen đụng phải da của anh như thể nước gặp phải bàn là, xèo một tiếng liền hóa thành hơi nước. Mắt thấy bàn tay to của quỷ vương chuẩn bị chụp tới, chỉ còn cách cổ anh chưa đến nửa mét. Bàn tay này như rễ cây khô héo được quét lên một lớp mực nước, quẩn quanh hơi thở chết chóc. Đột nhiên, Lý Dục Thần ném tảng đá trong tay trái lên không trung, kiếm huyền minh trong tay phải sớm đã vận sức chờ phát động, chợt vung lên. Sau khi bị ném lên không trung, hòn đá kia bỗng nhiên biến lớn, mái vòm của đại điện dường như đã biến mất, trở thành một mảnh hư không. Trong hư không, tảng đá hóa thành một ngọn núi, ầm ầm rơi xuống. Nhìn ngọn núi lớn rơi xuống giữa hư không, Bạch Phương Hưng vô cùng sợ hãi, trong lòng lóe lên một tia chớp, đây là phiên, ấn phiên thiên. Thật ra đây không phải là ấn phiên thiên, thứ này gọi là ấn phiên sơn, dùng một ngọn núi của tiên cảnh Côn Luân để luyện chế thành, chỉ có hình dạng, cấu tạo và cách dùng giống với chí bảo cổ đại trong truyền thuyết ấn phiên thiên, xem như là hàng giả loại một. Đây cũng là bảo vật quan trọng nhất bên cạnh thiên đô lệnh mà Lý Dục Thần mang từ tông môn xuống núi. Quỷ vương ngẩng đầu, nhìn ngọn núi to lớn trên đỉnh đầu, trong hốc mắt trống giống như tử thần lóe lên vẻ không thể tin, nó lập tức khế đảo cán cờ, cờ u minh trong. Tay xoay chuyển, vung lên phía trên. Cờ u minh quỷ đón gió mở rộng ra, hóa thành một tấm màn lớn chắn trên đỉnh đầu nó. Ấn phiên sơn nện xuống mặt cờ, như thể núi lớn rơi xuống biển. Đập ra dòng nước đen khắp không trung. Quỷ vương bị nện đến khuỵu người xuống, nhưng mặt cờ vẫn vững vàng nâng ấn phiên sơn. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng phụt, kiếm huyền minh trong tay Lý Dục Thần giơ lên cao, một cánh tay của quỷ vương rơi xuống đất. Quỷ vương cúi đầu xuống, không thể tin nổi nhìn cánh tay mình. Tiếp đó nó giận dữ, rít lên một tiếng. Cùng lúc đó, kiếm huyền minh của Lý Dục Thần đã đổi hướng, mang theo sát ý vô tận, chém về phía cổ quỷ vương. Anh dùng hết toàn bộ sức lực chém ra một kiếm này, mang theo dấu vết của thiên ma ở trong lòng, không chỉ dùng hết pháp lực của bản thân, mà luồng sức mạnh ngủ say trong huyết mạch kia cũng thức dậy. Kiếm huyền minh phóng ra ánh sáng màu đen. Lưỡi kiếm màu đen chém vào cổ của quỷ vương, tử khí phun ra ngoài, lại gần như biến mất hết trong ánh sáng đen huyền minh. Tiếp đó, một tiếng ầm thật lớn vang lên, lá cờ cuốn quanh ấn phiên sơn đập vào ngực Lý Dục Thần. Lý Dục Thần phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, ầm ầm đâm sầm vào vách đá. Cùng lúc đó, kiếm huyền minh rơi leng keng trên mặt đất. Đồng thời, đầu lâu của quỷ vương cũng rơi xuống đất cùng với kiếm huyền minh. Mây đen khắp đại điện thong thả thu hẹp lại, tất cả bị cờ u minh quỷ thu về, trong đại điện khôi phục ánh đèn u ám của trường minh đăng. Thân thể của quỷ vương còn đứng nguyên tại chỗ, mặc dù đã mất đầu, nhưng vẫn có vẻ rất cao lớn. Nó hình như không cam lòng cứ thế bị giết chết, quật cường bước lên trước một bước. Nhưng ma khí huyền minh lưu lại tại cần cổ đứt gãy bắt đầu ăn mòn thi thể của nó. Thân thể của nó nhanh chóng ầm ầm đổ sụp, cùng cái đầu lâu bên cạnh hóa thành một nắm bụi đen. Trong phòng còn có rất nhiều quỷ cương thi, quỷ vương vừa chết, chúng như thể mất đi chúa tể, mờ mịt đứng yên. Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc lao ra từ trong góc, thẳng đến chỗ Lý Dục Thần. Ông chủ hầu chạy chậm hơn, lập tức bị bọn họ bỏ xa. Lúc đi ngang qua bên cạnh một con cương thi, ông ta không cẩn thận đụng phải nó. Cương thi kia liền ầm ầm ngã xuống đất, hất lên một đống bụi loạn, sặc đến ông chủ hầu liên tục ho khan. Quay đầu nhìn lại cương thi kia, nó chỉ còn một đống xương trắng. Trong lòng ông chủ hầu sợ hãi, nhưng trong lòng dâng lên tâm tư.
thấy Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc đã đỡ Lý Dục Thần dậy và cứu chữa, biết mình không giúp được gì, ông ta thử đi đến trước một con cương thi khác, cẩn thận dùng tay đụng vào nó. Cương thi cũng ầm ầm ngã xuống, để lại một đống xương trắng. Ông chủ hầu vô cùng vui mừng, thầm nghĩ tôi cũng giết cương thiêu. Dọc đường đi, ông ta hoặc dùng tay đẩy, hoặc dùng chân đạp, sau đó ông ta dứt khoát lấy điện thoại di động ra, vừa quay video vừa bày ra thế võ, tiêu diệt cương thi. Lý Dục Thần hơi khôi phục một chút nguyên khí, anh lấy ra đan dược của môn phái, tự mình uống một viên, cũng cho Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc uống một phần. Hai người bọn họ cũng bị thương rất nghiêm trọng, đặc biệt là sau khi thi độc nhập thể đã không kịp thời ngăn cản, khí độc ăn mòn sâu vào bên trong. Ngược lại là ông chủ hầu không hề chịu tổn thương gì. Lý Dục Thần cầm lấy lá cờ màu đen rơi trên đất trước mặt. Quỷ vương vừa chết, tử khí của lá cờ này cũng thu lại, thoạt nhìn chỉ là một lá cờ màu đen làm bằng chất liệu gấm vóc tương đối sang quý, trên cờ thêu một vài hình vẽ. Hình vẽ siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua giống như tranh vẽ của trẻ con, có một số chữ viết ký hiệu xem không hiểu. Dùng thần thức tra xét, mặt cờ bóng loáng lập tức trở nên sâu không thấy đáy, sâu xa tối tăm như vũ trụ. Mà những bức vẽ kia phối hợp với ánh sáng màu đen chảy trên mặt cờ hiện ra hình núi sông, hình như là một tấm bản đồ. Biên giới bản đồ có hai chữ châm quang. Lý Dục Thần lập tức nghĩ tới lời nói của Đạm Đài Ngọc, cái bóng là Minh Phó, mà chân thân của Minh Phó thì ở tại biển châm quang. Biển châm quang. Lý Dục Thần thì thào, một lần nữa nhìn lá cờ. Đáng tiếc, dường như bản đồ này không trọn vẹn, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Đây là bảo vật của Hắc Thủy Đường, mà ma giáo có 5 đường chủ, vậy có thể nào trong tay mỗi đường chủ đều có một lá cờ như này, hợp lại 5 lá cờ mới là một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Chẳng lẽ nơi này là nơi ẩn náu của ma giáo? Lúc này, ông chủ hầu đã đẩy ngã toàn bộ quỷ cương thi, đang xoa xoa tay vào mông, hài lòng nhìn màn hình điện thoại di động của mình. Trong màn hình bỗng lấp lóe ánh sáng vàng, hiện ra rất nhiều vàng bạc. Lúc bấy giờ ông chủ hầu mới nhớ tới, nơi này có 100 cỗ quan tài vàng bạc châu báu. Là người buôn bán đồ cổ làm tại Phan Gia Viên mấy chục năm, ông ta kích động theo bản năng, bắt đầu tính toán những vật này trị giá bao nhiêu tiền. Ông ta nhặt lên một nguyên bảo trên mặt đất, đặt trong tay ước lượng. Nhưng đúng lúc này, ông ta dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay người lại, nhìn cửa vào đại điện, thất thanh hỏi. Xử lý xong cương thi rồi, vậy đám thi sát bên ngoài kia đâu? Tiếp đó, toàn bộ thiên Phật câu, tất cả tượng Phật trong hang đá, không kể là cụt tay hay té nghiêng, hoặc chỉ còn có nửa người, có cái chỉ còn có đầu Phật, đồng loạt phóng ra ánh sáng màu vàng kim. Trong chốc lát, ánh sáng vàng kim chiếu khắp nơi, định toàn bộ âm linh và thi sát dừng tại chỗ, dọi thẳng lên bầu trời. Tiếng Phật sướng trong hư không không ngừng nghỉ. Úm Mani Bát Ni Hồng. Xa xa, thẳng cảnh du lịch Long Môn Thiên Quan có rất nhiều du khách đang dạo chơi và chụp ảnh. Bỗng nhiên có du khách chỉ vào nơi nào đó ở biên giới Tây Nam, mọi người nhìn kìa ồ. Chỉ thấy nơi đó mây tía lượn lờ, Phật quang chiếu rọi. Bầu trời truyền đến tiếng Phật âm. Các du khách nhao nhao quỳ xuống đất. 500 dặm về phía Tây Nam Long Môn Thiên Quan, ngọn núi cao nhất của dãy núi Thái Hành núi Ngũ Đài, Trấn Hoài Đài nằm giữa 5 ngọn núi đang đắm chìm trong một buổi chiều an lành. Mấy đứa bé vui sướng nhảy nhót chơi đùa trên khoảng sân rộng trước chùa Hiển Thông. Đúng lúc này, chuông gió trên ngọn tháp cao ngất nơi xa vang lên tiếng đỉnh đỉnh đang đang. Bọn nhỏ không để ý lắm, bởi vì mỗi khi có gió, chuông gió trên tháp Lộ Thiên sẽ phát ra âm thanh dễ nghe. Bọn nhỏ đã nghe quen tiếng này. Nhưng bọn họ lại không hề chú ý tới, lúc này trời không hề có chút gió nào, mây trên trời như bức tranh tĩnh vật, không hề di chuyển. Tiếp đó, trong lầu tháp chùa Hiển Thông cũng vang lên tiếng chuông du dương. Cái chuông này tự vang lên không hề nhờ người. Tiếng chuông du dương sạch sẽ, âm thanh truyền xa 10 dặm. Trong phòng trụ trì chùa Hiển Thông, một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ đang ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt. Xung quanh Trấn Hoài Đài có 5 ngọn núi, là Ngũ Đài. Đỉnh Diệp Đấu ở phía bắc là đỉnh cao nhất của dãy núi Thái Hành, cao hơn mặt biển hơn 3.000 mét. Đỉnh núi có dựng một tấm bia đá, trên đó viết 4 chữ lớn. Nóc nhà Hoa Bắc. Lúc này, một hòa thượng trẻ tuổi chạy như bay từ trên đỉnh Diệp Đấu xuống, núi rừng sau lưng anh ta hóa thành hư ảnh. Sư phụ, tiểu hòa thượng hô lớn, xông vào chùa Hiển Thông.
Sư phụ, không xong rồi, nước trong hồ Hắc Long sôi sùng sục. Lão hòa thượng khiếp sợ, chuông u minh vang, nước đen tự sôi, chẳng lẽ là quỷ vương sống lại, u minh xuất hiện sao? Lúc này, lại có hai tiểu hòa thượng chạy tới, kêu to. Sư phụ, vách trong vực sâu sinh hãm ngục có Phật quang thoáng hiện. Sư phụ, bên trong vạn Phật các truyền đến lục tự chân ngôn, không biết là ai đang tụng. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Thiện tai, theo tiếng tụng lục tự chân ngôn vang lên, Phật quang sông tận trời, trên không trung thiên Phật câu tỏa ra ánh sáng lung linh. Lý Dục Thần dựa vào vách đá tĩnh tọa chợt ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía mái vòm điện quỷ vương. Thần thức không thể xuyên thấu qua vách núi dày lên trên, nhưng anh cảm nhận được bên trong thiên Phật câu không hề yên ổn. Không được, tôi phải đi xem một chút. Lý Dục Thần không để ý tới nguyên khí chưa hồi phục, thu cờ U Minh và kiếm Huyền Minh lại, lao ra bên ngoài. Bạch Phương Hưng ngăn cản, cậu Lý, vết thương của cậu quá nặng, còn vừa uống thuốc, không bằng ngồi điều chỉnh một đêm rồi hành động. Lý Dục Thần lắc đầu nói, không quan trọng, nếu những âm linh và thi sát kia ra bên ngoài, thì dù vùng này là núi rừng hoang dã, nhưng vẫn có không ít dân làng và du khách. Chúng ta vốn đi trừ ác làm việc thiện, nhớ tổn thương người vô tội sẽ thành tội lỗi của chúng ta. Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Ông chủ hầu lưu luyến nhìn thoáng qua vàng bạc châu báu đầy đất, cuối cùng đành lắc đầu, thở dài, chờ tao ra ngoài, có cơ hội tao lại đến giúp chúng mày thấy được ánh mặt trời. Bốn người đi ra điện quỷ vương. Sau lưng liền truyền đến một tiếng ầm vang, cả ngọn núi lập tức sụp đổ, mai táng cả mộ huyệt của quỷ vương. Một giây sau, mặt đất mới ngừng rung động, khôi phục bình tĩnh. Lại nhìn vách đá hai bên trên hang đá thiên Phật câu, những tượng Phật vốn dĩ ngã trái ngã phải, không còn nguyên vẹn bên trong đều đã hóa thành bột mịt sau chấn động. Lý Dục Thần biết anh đã không cần lo lắng đến việc những âm linh kia sẽ ra ngoài hại người nữa. Đại trận thiên Phật đã bị tàn phá này, không biết vì nguyên nhân gì mà lại khởi động lần nữa. Thi sát đã tiêu tán ở bên trong Phật quang, âm linh cũng được siêu độ vãng sinh bên trong Phật âm. Tất cả đều quay về yên lặng, ngay cả mộ huyệt ở sâu bên trong cũng đã bị vùi lấp. Cho dù sau này có người đào ra cũng sẽ không nhìn thấy quỷ vương và thi quỷ nữa, đại khái chỉ có thể đào ra rất nhiều vàng bạc tài bảo và những mảnh sứ vỡ vụn, trở thành một câu hỏi thiên cổ khó lý giải. Lý Dục Thần mới phát hiện mình vẫn còn coi thường thiên Phật câu này, coi thường diệu pháp Phật môn. Nơi này nhất định là do vị cao thủ Phật gia nào đó xây dựng ra để trấn áp quỷ vương kia. Chỉ là anh không rõ, nếu đã có năng lực như vậy, vì sao không trực tiếp xuống dưới tiêu diệt hết thi thể quỷ vương, lấy đi hoặc là phá hủy cờ U Minh quỷ, như thế không phải sẽ trực tiếp hơn sao? Làm sao phải hao tổn tài vật để xây dựng ra dạng này một đại trận Phật môn ở chỗ này? Ông chủ hầu nhìn ngọn núi ngổn ngang phía sau, đấm ngực dậm chân. Cả một điện bảo bối kia, chẳng những có vàng bạc mà còn có đồ cổ, ông ta làm buôn bán đồ cổ nửa đời người, cộng lại cũng chưa từng thấy nhiều như vậy. Vừa mới xem đã nghiền mà lại bị chôn vùi như vậy. Hơn nữa nhìn nơi này thì có vẻ cho dù có điều 10 cái máy xúc đến, đào đến ẩn trăm năm cũng chưa chắc đã có thể đào ra được. Lý Dục Thần nhìn dáng vẻ này của ông ta thì cười nói. Vừa rồi lúc đối mặt với thi quỷ ngươi suýt nữa sợ đến mức hồn phi phách tán, sao không thấy ngươi mất hồn mất vía như bây giờ? Ông chủ hầu tự giễu cười, thở dài, hai, cũng không phải là tôi tham tiền, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, nhiều văn vật như vậy lại bị chôn sâu dưới lòng đất, không thể thấy ánh mặt trời. Nói rồi, ông ta chợt nhớ tới cái gì, hưng phấn lấy điện thoại ra nói, không sao hết, tôi đã chụp lại rồi, còn có video, ha ha, tôi còn chụp cả thi quỷ. Tôi sẽ gửi cho mấy người Lão Vương, Lão Hồ, Lão Trương, Lão Ngô. Trước kia vẫn luôn nghe bọn họ ba hoa, khoác lác, cái gì mà Mạc Kim giáo úy, còn đeo móng lửa đen có thể trị cương thi, đậu má chứ. Lúc này cứ để bọn họ tận mắt nhìn xem cái gì gọi là ma quỷ, cái gì gọi là cương thi, ông đây còn tự tay diệt mấy chục con cương thi, còn không cần nửa cái móng lửa đen nào. Ông ta mở album ảnh trên điện thoại, vẻ hưng phấn trên mặt liền biến mất trong nháy mắt. Chỉ thấy trong những video và ảnh ông ta chụp toàn là một màu đen xì, chỉ hiện ra mấy luồng ánh sáng xanh lẻ giống như màn hình bị hỏng vậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Cục động đất đã thông báo về việc dốc dã tam xảy ra chấn động nhỏ, mà khi Phật Quang và tiếng niệm kinh ở Long Môn Thiên Quan lên hot search, vô số du khách bắt đầu tràn vào Thiên Phật Câu.
Bởi vậy thiên Phật câu ở Long Môn Thiên Quan đã không có tượng Phật trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Ông chủ Hầu đã ở trong nhà tĩnh dưỡng xem tin tức trên mạng, cảm khái điện thoại của du khách đúng là tốt, đứng xa như vậy mà vẫn có thể chụp được Phật quang và áng mây lưu ly rõ ràng, mà điện thoại của mình rõ ràng cách gần như vậy, còn suýt nữa dán sát vào mặt gương thi, vậy mà chẳng chụp được cái gì. Ông chủ Hầu không biết võ công càng không hiểu đạo pháp, lại là người duy nhất không bị thương trong bốn người. Thói đời chính là thần kỳ như vậy, chỉ cần có khí vận, không nhất thiết phải là lợi hại sẽ nhất định lợi hại. Nhưng mà cho dù như thế nào, ông chủ Hầu đều phải tán thành Lý Dục Thần lợi hại thật, hơn nữa còn không phải lợi hại bình thường, đơn giản là lợi hại vô pháp vô thiên. Bắt đầu từ lúc tranh chấp ở cổng Bách Thảo Đường, ông chủ Hầu đã có dự định leo lên chiếc xe tốc hành phục hưng nhà họ Lý lần này. Nhưng lúc đó ông ta chỉ muốn nhờ chuyến xe đó để nâng cao giá trị con người mình lên một bước, tốt nhất là có thể chen chân vào xã hội thượng lưu. Cho dù thất bại, chỉ cần không bị tai nạn xe, lấy mấy chục năm tích lũy của ông A, muốn trở lại thời kỳ bậc trung bình thường cũng không có tổn thất gì. Nhưng sau khi trải qua chuyện nguy hiểm thập tử nhất sinh lần này, ông chủ Hầu đã không còn có ý định đi nhờ xe nữa, mà quyết định sẽ bán mạng cho cậu Lý. Ông ta lại có chút căm hận mình, vì sao lúc đi ra khỏi Thiên Phật Câu không nói với cậu Lý tôi muốn làm việc với cậu luôn đi. Có lẽ tu tiên sẽ có độ khó, nhưng dù sao vẫn có thể giúp đỡ quản lý một vài chuyện thế tục đi. Cậu Lý mới tới kinh thành, bên cạnh ngoại trừ một vị phu nhân, rõ ràng là đang thiếu người. Chỉ cần ra mặt dày một chút là sẽ có thể chiếm được tiên cơ. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, ông ta lại rút lui. Điều làm cho ông ta tức giận chính là, trên đường ông ta đã nghe thấy Bạch Phương Hưng nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, lúc trước là tôi trách lầm cậu, tôi có mắt không tròng, không biết tiên nhân thiên đô. Bạch Mỗ nợ cậu một cái mạng, kể từ hôm nay, cậu có gì sai khiến, Bạch Mỗ muôn lần chết cũng không chối từ. Ông chủ Hầu tự nhủ trong lòng, rõ ràng là tên đạo sĩ thúi này vẫn luôn làm khó dễ cậu Lý, lấy mặt mũi đâu ra để nói những lời đó. Da mặt này còn dày hơn cả da cương thi nhưng người ta nói đúng, dù sao nói ra cũng tốt hơn là không nói. Cậu Lý lợi hại, nhưng cũng là người sẽ thích nghe nịnh hót. Sau khi về đến nhà, ông chủ Hầu càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, càng nghĩ càng tức giận, hung dữ cho mình hai cái bạt tai. Nhưng mà có một việc vẫn khiến ông ta vui vẻ, đó chính là ông ta đã lấy được hai thứ từ trong cung điện dưới lòng đất, một thỏi vàng ròng, còn có một cái vòng tay vàng khảm ngọc. Thỏi vàng ròng bình thường không có gì lạ, nhưng cái vòng tay này lại được chế tạo tỉ mỉ, chất ngọc là ngọc hòa điền đỉnh cấp, tuổi đời đại khái là thời Đường, vô cùng hiếm có. Cũng không phải ông chủ Hầu quan tâm là có thể bán được bao nhiêu tiền, mà là thứ này có thể chứng minh ông ta đã từng đi qua địa cung, cũng có chút đền bù được tiếc nuối chụp ảnh thất bại. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, ông ta không chịu ngồi yên, liền trở về cửa hàng Phan Gia Viên, đặt chiếc vòng tay này vào vị trí bắt mắt nhất trong tủ trưng bày. Ông chủ Hầu không yết giá cho vòng tay, bởi vì ông ta căn bản không có ý định bán, chỉ dùng để khoe khoang. Đã không trèo cao lên được cậu Lý, nhưng ít ra có chiếc vòng tay này, cũng coi là kỷ niệm cho chuyến đi. Trong Phan Gia Viên người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng sẽ có người vào cửa hàng xem đồ, ngẫu nhiên sẽ có người hỏi cái vòng tay này, ông ta liền thích thú tốn hết nước bọt nói về mộ huyệt địa cung Thiên Phật Câu, cùng với quỷ vương và cương thi trong đó. Người nghe sẽ thường cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, tán dương, ông chủ đúng là biết dựa vào hot search, trên mạng vừa có hot search, chỗ ông đã bán vòng ai rồi. Sau khi nghe nói ông ta tự tay xử lý mấy chục con cương thi, người nghe càng cười ha ha, nói, ông chủ, ông đã từng giết heo bao giờ chưa? Tôi kéo mấy chục con heo đến cho ông giết, nếu ông có thể giết hết trong vòng nửa ngày, tôi sẽ tin ông từng giết cương thi. Ông ta càng nói như vậy, người khác càng cho rằng cái vòng tay này là giả. Ông chủ Hầu không thèm để ý, dù sao ông ta cũng không có ý định bán. Ông ta cũng biết mọi người không tin, ông ta chỉ thích nói, nếu một ngày không nói là cả người sẽ cảm thấy khó chịu, sợ là mình đang nằm mơ. Chuyện này cũng được truyền ra trong giới đồng nghiệp với Phan Gia Viên, nhưng lại được đồn theo hướng khác. Ông chủ cửa hàng bên cạnh ông chủ Dương tới hỏi ông ta, lão Hầu, nghe nói ông từng đánh cương thi. Ông chủ Hầu gật đầu, đúng vậy, còn giết mười mấy con. Trong mắt ông chủ Dương lộ ra ý cười dâm mị, thật sao? Cương thi như thế nào? Có hăng hái hơn mấy em gái trong hộp đêm không?
ông chủ hầu mới biết được ông ta đang nói cái gì, nghiêm mặt lại, vẻ mặt chính khí nói, lão Dương, ông nói cái gì đó. Muốn đùa cũng không thể nói thế được, tôi phải trải qua cửu tử nhất sinh mới thoát ra được. Hơn nữa, tôi là người đứng đắn, không đi hộp đêm. Được được được, ông là người đứng đắn, người đứng đắn ai lại đi hộp đêm, ông chủ Dương cười nói, người đứng đắn đều hút thuốc uống rượu đánh cương thi cải. Lão Dương, ông hơi quá đáng rồi đấy, nói đùa cũng phải có chừng mực, ông còn. Nói đùa nữa tôi sẽ hạ lệnh trục khách đấy, ông chủ hầu nói. Được được được, không nói giỡn nữa, ông chủ Dương nói, ông lấy cái vòng tay cho tôi xem một chút. Ông chủ hầu liền lấy vòng tay ra, để ở trên tấm vải nhung trên bàn. Ông chủ Dương chỉ nhìn một cái liền sáng mắt lên, người trong nghề sao có thể có không biết hàng được. Lão hầu, ông được lắm, đúng là đồ tốt, nhưng ông bịa chuyện lại quá tà dị, nếu bịa chuyện tử tế một chút, nhất định có thể bán giá cao. Lý Dục Thần ở Bách Thảo Đường nghỉ ngơi ròng rã 2 ngày. Lợi dụng 2 ngày này, anh đã nghiên cứu lá cờ U Minh Quỷ kia. Lá cờ này không giống với những pháp bảo cao cấp anh từng thấy ở Thiên Đô trước kia. Đầu tiên là không rõ chất liệu, không rõ là dùng thứ gì để làm. Chẳng những đao kiếm khó chém mà lại có thể biến lớn biến nhỏ. Ban đầu anh còn tưởng rằng cần pháp quyết để điều khiển, nhưng về sau lại phát hiện không cần pháp quyết, chỉ cần ý niệm là được rồi. Anh để Lâm Mộng Đình thử một chút, Lâm Mộng Đình lại không làm được. Tiếp theo, lá cờ này có tác dụng giống như linh phiên, có thể hội tụ linh khí và âm hồn. Lấy pháp lực kích phát, khí cực âm ẩn chứa trong lá cờ sẽ phóng ra mây đen và khí đen mà ra quỷ vương thi triển ở cung điện dưới lòng đất. Mà điều thần bí nhất là đồ án trên lá cờ, rất có thể là một phần của bản đồ. Nhưng ngoại trừ 2 chữ trầm quang bên trên, bản đồ này lại không thể nhìn được bằng mắt thường, mà cần dùng thần thức thăm dò hoa văn trên lá cờ. Lúc này, bên trong thức hải sẽ xuất hiện thế giới lập thể, nhưng lại mờ mịt tối âm, trong bóng tối tĩnh mịch có rất nhiều thứ kỳ quái lấp lóe. Lý Dục Thần cảm thấy đây rất có thể là một tấm bản đồ lập thể, 3 chiều thậm chí là 4 chiều, nhìn bằng mắt thường thì bản đồ trên mặt cờ chỉ là hình chiếu phẳng, cho nên sẽ đứt quãng, chỉ có 2 chữ trầm quang bên trên. Dùng mắt thường quan sát hình ảnh không gian đa chiều sẽ là chiều tượng, chỉ có thể thông qua thần thức để chuyển hóa. Nhưng nếu như bản đồ không hoàn chỉnh, nó sẽ không bị chia cắt đều giống mặt phẳng, mà là tán loạn, ở trạng thái lượng tử. Lý Dục Thần suy đoán đây là vị trí tổng đàn ma giáo, bao gồm cả chỗ gọi là biển trầm quang. Có lẽ còn có con đường và phương pháp tiếp dẫn thiên ma từ thế giới ngoài. Rốt cuộc có phải như vậy hay không thì cũng chỉ có thể lấy hết toàn bộ 5 lá cờ ngũ phương đường của ma giáo mới biết được. Lâm Mộng Đình và nhà họ Bạch đã đàm phán xong xuôi phương án nhập cổ phần. Phương án này cũng đã nhận sự đồng ý của Lang Dụ Văn ở thành phố Hòa xa xôi. Bây giờ chỉ cần đợi đến khi Lang Dụ Văn phái người tới thực hiện cụ thể, cổ phần của Bách Thảo Đường cũng sẽ trở thành tài sản đầu tiên của tập đoàn kinh lý ở thủ đô. Trong khoảng thời gian còn lại, Lâm Mộng Đình đều canh giữ ở bên người Lý Dục Thần. Một là để chăm sóc thương thế của anh, hai là sợ ma tâm của anh xuất hiện. 2 ngày này, Lý Dục Thần ngoại trừ dưỡng thương và nghiên cứu cờ U Minh Quỷ ra thì cũng nhờ người của nhà họ Bạch đi nghe ngóng tin tức về nhà họ Na giúp anh. Lần này đến thủ đô, vốn dĩ chuyện quan trọng nhất là đánh bại sinh tử quan của Vương Sùng Tiên, nhưng bây giờ nếu đã biết ảnh ma cũng chính là Minh Bộc mà. Đạm Đài Ngọc nói tới còn sống, vậy chuyện đó đương nhiên sẽ bị đẩy ra sau. Huống chi Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hà còn đang dưỡng thương. Mặc dù nhìn qua thương thế của 2 người bọn họ không nặng bằng Lý Dục Thần, nhưng trên thực tế lại nguy hiểm hơn Lý Dục Thần. Thi độc của cương thi và thi sát xâm nhập vào tâm mạch của bọn họ, bởi vì lúc đó chiến đấu kịch liệt dẫn đến thi độc nhanh chóng khuếch tán, cho dù về sau có Lý Dục Thần giúp bọn họ trừ độc, cũng đã dùng linh dược Thiên Đô, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cũng không thể nhanh như vậy được. Bọn họ còn cần tĩnh dưỡng ít nhất là 3 đến 5 ngày mới có thể khôi phục bình thường. Mặc dù nhà họ Bạch thua kém 4 gia tộc lớn rất xa, nhưng cũng là hào môn đỉnh cấp ở thủ đô, giàu có quyền thế, nhất là con cháu trong nhà đông đảo, muốn điều tra tin tức của nhà họ Na vẫn rất dễ dàng. Ngày hôm đó, Bạch Kính Đình tới thăm Lý Dục Thần, đồng thời mang đến một tin tức, ngày mai nhà họ Na sẽ tổ chức hội nghị gia tộc, chắc hẳn các thành viên quan trọng đều sẽ trình diện. Lý Dục Thần gật đầu, nói, được, vậy tôi sẽ đến nhà họ Na, có rất nhiều thứ của nhà họ Lý cần lấy về. Lâm Mộng Đình hỏi, có cần em đi cùng anh không?
Lý Dục Thần biết Lâm Mộng Đình lo lắng cho mình, liền cười nói, yên tâm đi, trước khi biết rõ chuyện năm đó, anh sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa lần này anh tuyệt đối không thể để ảnh ma minh bộc chạy được. Lâm Mộng Đình hiểu ảnh ma minh bộc vô cùng khó chơi, bây giờ tu vi của mình còn thấp, đi theo Lý Dục Thần sẽ chỉ trở thành vướng víu. Bạch Kính Đình thấy hai người liếc mắt đưa tình, mình còn ở nơi này đúng là không thích hợp, liền đứng dậy cáo từ, lại nói, à đúng rồi, cậu Lý, hai mẹ con người tảng kia nói muốn rời đi, trước khi đi muốn gặp cậu một chút. Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, cậu bé đó khôi phục nhanh như vậy sao? Tôi còn nghĩ phải mất 10 ngày nửa tháng chứ, mấy người cho cậu ấy dùng phương thuốc kỳ diệu gì sao? Bạch Kính Đình nói, bệnh của cậu ấy quá thần kỳ, chúng tôi không dám tự tiện dùng thuốc, đều làm theo lời dặn của cậu cả. Lý Dục Thần vô cùng kinh ngạc, thật ra bệnh của Tang Cát đã được chữa khỏi sau khi anh ra tay ngày đó rồi, nhưng bởi vì mắc bệnh quá lâu, cơ thể thân thể là quá mức suy yếu. Nói tính dưỡng 10 ngày nửa tháng vẫn còn là vì đã dùng linh dược của Thiên Đô rồi đó. Theo phán đoán của anh, trước khi hết thời hạn đó, Tang Cát sẽ không có cách nào đi lại được, làm sao lại muốn rời đi. Chúng ta đi xem một chút, Lý Dục Thần nói. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đi theo Bạch Kính Đình đến phòng bệnh Tang Cát đang nghỉ ngơi. Con chó Đa Cát đang ngồi trước cửa phòng bệnh giống như một người bảo vệ. Nó vừa thấy Lý Dục Thần liền kêu gâu gâu chạy vào phòng bệnh, lại gâu gâu chạy ra, dáng vẻ nhảy cẳng mừng rỡ. Lý Dục Thần đi qua, vươn tay ra. Đa Cát liền ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫy vẫy cái đuôi, duỗi cổ ra cho anh xoa đầu, lại lè lưỡi liếm tay Lý Dục Thần. Đa Cát, không được không lễ phép như vậy. Đạt Ngõa đi ra từ trong phòng bệnh, cung kính hành lễ với Lý Dục Thần. Cậu Lý, cậu tới rồi. Lý Dục Thần thấy được ánh sáng người mẹ trên mặt bà ấy. So sánh với ngày đó thì ánh mắt của Đạt Ngõa càng thêm thanh tịnh sáng tỏ, giống như vì sao trong đêm. Tang Cát khỏe rồi sao, Lý Dục Thần hỏi. Đúng vậy, đã tốt hơn nhiều, sự vui mừng lộ rõ trên mặt Đạt Ngõa, cảm ơn cậu Lý, nếu không có cậu. Lý Dục Thần khoát tay nói, không cần khách khí, là sự thiện lương và kiên trì của cô đã cứu cậu ấy. Đi thôi, tôi đi thăm cậu ấy một chút. Đạt Ngõa khom người tránh ra, dẫn Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đi vào. Đa Cát vẫy vẫy đuôi, nhanh chóng đi phía sau. Trong phòng, Lý Dục Thần gặp được Tang Cát đã khôi phục 7 phần. Mặc dù vẫn là rất gầy, nhưng sắc mặt Tang Cát đã hồng hào hơn, đáng tiếc đôi mắt vẫn mù, lớp vảy và những thứ bẩn thỉu trong hốc mắt đã được nhân viên y tế tẩy rửa sạch, chỉ còn lại hai cái động thật sâu, có vẻ vô cùng trống vắng. Tang Cát, cậu Lý tới thăm con này, Đạt Ngõa nói. Tang Cát ngồi xếp bằng trên giường, hốc mắt trống rỗng nhìn về chỗ không có phương hướng, chắp tay trước ngực, khom người nói. Cậu Lý, mặc dù tôi không nhìn thấy dáng vẻ của anh, nhưng tôi tin chắc anh nhất định có dung nhan như thần tiên và tấm lòng đẹp đẽ nhất trên đời. Tang Cát, cậu khôi phục vượt ngoài dự đoán của tôi, Lý Dục Thần nói. Tang Cát khẽ cười, có lẽ là thần đang giúp tôi đi. Lý Dục Thần không để ý, hỏi, nghe nói cậu muốn rời đi. Tôi đề nghị cậu nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa, chờ nguyên khí của cậu khôi phục lại một chút, tôi có thể thử giúp cậu chữa trị đôi mắt, có lẽ sẽ có hy vọng. Không, cảm ơn, Tang Cát nói, tôi có mắt, Đa Cát chính là đôi mắt của tôi. Thần đang triệu hoán tôi nhất định phải đi. Thần, Lý Dục Thần hơi nhíu mày. Đúng vậy, thần đã làm ý chí của tôi tỉnh lại, để tôi còn kiên trì sống tới nơi này, được cậu cứu chữa. Bây giờ thần kêu gọi tôi đến nơi tôi nên đến. Tôi nhìn thấy dòng sông kia, tôi phải đi về hướng nơi đó, thông qua thần chỉ thu hoạch được sự sống vĩnh viễn trong dòng sông. Lý Dục Thần dùng thần thức đảo qua thân thể của Tang Cát, thấy được con rắn dung hòa với linh hồn của cậu ấy. Dường như anh đã hiểu được cái gì. Mỗi người đều có vận mệnh và tạo hóa của mình. Vận mệnh của Tang Cát đã sớm kết hợp chặt chẽ với vận mệnh của rắn vào giây phút bị ưng mổ mù mắt rồi. Được rồi, vậy tôi chúc phúc cậu sớm ngày tìm ra dòng sông kia. Cảm ơn. Đạt Ngõa lấy ra một cây sáo xương màu trắng, cung kính dùng hai tay đưa đến trước mặt Lý Dục Thần, nói. Một bàn tay nắm chặt lấy tay Lý Dục Thần. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ tay mình. Anh mở mắt ra, một giọt nước mắt chảy ra, rơi xuống mờ u bàn tay trắng nõn của Lâm Mộng Đình. Dục Thần. Lâm Mộng Đình nhìn anh đầy lo lắng. Lý Dục Thần hít sâu một hơi. Anh mỉm cười, cầm lấy chiếc sáo bằng xương từ tay Đạt Ngõa.
Được, tôi xin nhận món quà của cô. Hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau, anh nói. Đạt Ngọa vui vẻ nói, nhất định. Cho dù không gặp nhau, khi anh thổi cây sáo này, bọn tôi cũng sẽ nghe thấy. Tang Cát ngẩng đầu lên, hai hốc mắt giống như đang nhìn về phương xa. Tang Cát đi rồi. Cậu ấy vẫn ngồi trên chiếc xe đẩy. Đạt Ngọa dắt chó, chó kéo xe đẩy. Bóng dáng kéo dài thật dài dưới ánh tà dương, bọn họ đi trên con đường màu xám cho của kinh giao. Bọn họ đi về hướng nam, đi đến con sông theo sự chỉ dẫn của thần linh như lời Tang Cát nói. Tuy cuộc họp gia tộc của nhà Na Lâm thời được tổ chức, nhưng các thành viên cốt cán trong gia tộc hầu như đều có mặt đông đủ. Hội nghị lần này do Na Khải Nguyên, lớn tuổi và có vai vế cao nhất trong gia tộc, triệu tập, vì thế ngay cả gia chủ Na Hy Nghiêu cũng chỉ có thể ngồi một bên, nhường lại vị trí chủ tọa cho ông ta. Thành viên trong gia tộc tập hợp, vốn là một chuyện hết sức mỹ mãn, hòa thuận. Nhưng bầu không khí trong phòng họp lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Có người phẫn nộ, có người cười thầm, phần lớn đều giữ im lặng. Chỉ có Na Như An ngồi bên cạnh Na Hy Nghiêu, dùng nắp chung trà khẩy nhẹ bọt lá trà nổi trên mặt trà, dáng điệu vô cùng thong dong. Một người trẻ tuổi ngồi đối diện đứng dậy, chỉ vào Na Như An, nổi giận nói, Na Như anh chỉ là một thành viên chỉ thứ, dựa vào đâu mà lên làm người thừa kế gia chủ. Bố của anh chưa từng cống hiến gì cho nhà họ Na, chẳng qua là chú Mạc Hòa coi trọng anh nên mới cho anh có cơ hội ngồi ở vị trí cao thôi. Bên cạnh có người cười khẩy, nói, đâu phải chú Mạc Hòa coi trọng anh ta, chẳng qua là muốn làm thông gia với Trương Điên thôi. Đứa con gái của Trương Điên mọi người đều biết rồi mà, xấu ma chê quỷ hơn. Nếu là một cô gái xinh đẹp thì làm gì đến lượt anh ta? Nếu Trương Điên còn sống thì anh cũng coi như có chỗ dựa. Nhưng bây giờ Trương Điên chết rồi, chú Mạc Hòa cũng không còn nữa, anh còn có tư cách gì cạnh tranh vị trí gia chủ? Mỗi người góp một lời, lại nhải một thôi một hồi. Gia chủ Na Hy Nghiêu không lên tiếng, chỉ cau mày ngồi yên. Na Như An liếc ông ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Na Khải Nguyên ngồi ở chính giữa đằng hắng một tiếng, cả phòng tức khắc trở nên yên tĩnh. Như An cũng họ Na. Con cháu nhà họ Na chỉ cần không phải là con thừa tự thì đương nhiên đều có tư cách tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ. Nhưng mà tôi nghe nói, cậu tự tiện nhúng tay vào chuyện của người khác khi chưa có sự đồng ý của hội nghị gia tộc, thậm chí còn cướp đoạt tài sản của người khác, việc này có phải thật không? Phải, Na Như An không thanh minh, anh ta chỉ nằm nhoài ở vị trí của mình, nhẹ nhàng nghịch nắp chung trà. Có người nhắc nhở, Như An, ông bảy hỏi cậu đấy. Cậu cứ cả lơ phất phơ như thế là thế nào? Cậu có còn biết tôn tỷ trật tự nữa không? Có còn hiểu phép tắc không hả? Na Như An cười khế, tôn tỷ trật tự. Ai đặt ra? Cậu, người nọ tức giận đứng bật dậy, đừng quên, cậu cũng họ Na, tổ tiên chúng ta chính là Hoàng. Sắc một tiếng, chén trà trong tay Na Như An bỗng nát vụn, cắt ngang câu nói của người nọ. Thời đại nào rồi mà còn nhớ thương Hoàng thượng? Nếu các ông lợi hại thì sao không đổi họ Na đi? Đổi về họ cụ ấy. Na Như An cười nửa miệng, anh ta cầm mảnh sứ rạch lên mặt bàn phát ra âm thanh chói tai. Na Khải Nguyên lạnh lùng nhìn anh ta, nói, thằng danh, dám khinh thường tổ tiên, cậu muốn nếm thử gia pháp à? Na Như An nói, dùng gia pháp thì cũng là việc của gia chủ, lão già như ông nghỉ hưu bao nhiêu năm rồi thì bớt lo chuyện bao đồng đi, sống lâu vài năm không tốt hơn sao? Na Khải Nguyên nổi giận, thằng danh này, cậu muốn chết đúng không? Hôm nay tôi phải cho cậu biết sự lợi hại của gia pháp nhà họ Na. Người đâu? Ông ta còn chưa nói xong thì Na Như An đột nhiên giơ tay lên, bắn mảnh sứ trong tay ra, phụt một tiếng, đâm vào ấn đường của Na Khải Nguyên. Na Khải Nguyên ngã ngửa xuống ghế, ngẹo đầu, chết ngay tại chỗ. Điều này khiến tất cả mọi người ở đây sợ hãi. Cả phòng họp tức khắc trở nên hỗn loạn. Cậu là ma quỷ, một trưởng bối của nhà họ Na chỉ vào Na Như An. Nói với giọng run rẩy. Ông già, ông muốn chết à? Chết, hừ hừ, ông lão cười nhạt, tôi sống đến từng tuổi này rồi, còn sợ chết gì nữa? Cậu làm như thế, liệt tổ liệt tông nhà họ Na trên trời có linh sẽ không bỏ qua cho cậu. Dù tôi có chết, biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho cậu. Ha ha ha, Na Như An cười to, ông muốn trở thành quỷ à? Thế để tôi biến ông thành quỷ, để xem ông không tha cho tôi kiểu gì. Dứt lời, anh ta vươn tay về phía ông lão. Ánh đèn chiếu lên người Na Như An, bóng của bàn tay vươn ra chồng lên cái bóng của ông lão.
Na Nhữ An giơ tay lên, bóng của tay anh ta cũng di chuyển, kèm theo đó là cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc và hoảng sợ. Cái bóng của ông lão bị bóng tay của anh ta kéo sang một bên. Cái bóng dường như đang giấy giụa, nhưng không có tác dụng gì cả, một lát sau nó đã bị kéo thành một dải vặn vẹo. Dừng tay, cuối cùng gia chủ Na Hi Nghiêu cũng lên tiếng. Như An, cậu muốn làm gia chủ thì làm đi, dù thế nào cậu cũng là con cháu nhà họ Na, đó đều là thân nhân trưởng bối của cậu mài. Bọn họ có coi tôi là người thân à? Na Như An cười khẩy, làm động tác xé thật mạnh, kéo cái bóng của ông lão từ dưới mặt đất lên không trung, biến nó thành hư ảnh độc lập không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Khi cái bóng thoát khỏi cơ thể ông lão, ánh sáng trong đôi mắt trợn trừng đầy hoảng sợ của ông ta dần dần biến mất, cơ thể mềm oặt ngã lăn xuống đất. Chú mười bai Na Hi Nghiêu đau đớn. Na Như An, đồ độc ác, Na Hi Nghiêu lớn tiếng quát, tôi biết cậu có dã tâm, vốn dĩ tôi còn muốn ủng hộ cậu, dù sao cậu cũng có bản lĩnh. Trong tứ đại gia tộc ở thủ đô, nhà họ Na chúng ta yếu thế nhất, ba nhà còn lại chẳng những có tài chính hùng hậu mà còn có tông sư tọa chấn. Bởi vậy, dù cậu làm gì thì tôi đều dung túng cậu, thậm chí còn giải quyết hậu quả giúp cậu. Nhưng không ngờ, cậu còn chưa làm gì được cho gia tộc mà đã nhằm vào người một nhà. Tôi sớm đã nghi ngờ cậu dính dáng đến sự mất tích của Na Mạc Hòa, bây giờ xem ra suy đoán của tôi có đúng, Na Mạc Hòa đã bị cậu giết. Hôm nay cậu dám giết cha chú trong tộc trước mặt mọi người, ngày mai cậu dám giết tôi, đúng không? Na Nhữ An đùa nghịch hư ảnh hồn phách của ông 13 của nhà họ Na trong hư vô, anh ta cười to và nói, Na Hi Nghiêu, đừng giả mù xa nữa, nếu ông ủng hộ tôi thật thì hôm nay hội nghị gia tộc còn thế tổ chức được sao? Đừng cho là tôi không biết, mặt ngoài là lão khọm Na Khải Nguyên đề nghị mở họp, thật ra ông mới là người bày mưu đặt kế. Ông thấy tôi dạo này quá nổi tiếng, cái ghế người thừa kế của con trai ông không được vững chắc, nên mới vội vàng đuổi tôi đi đúng không? Cậu nói linh tinh, Na Hi Nghiêu bị nói trúng tim đen, thế là giận tím mặt. Thằng con cưng của ông đâu rồi? Sao hôm nay không đi họp? Có phải là sợ bị tôi tát một phát là toi nên trốn đi rồi không? Ha ha han! Na Hi Nghiêu vỗ bàn, lớn tiếng, cung phụng nhà họ Na đâu rồi, bắt tên nghiệp chướng này lại. Một người đi từ cửa vào, vóc dáng cao to, khí thế oai hùng. Người nọ nhìn thấy tình hình trong phòng thì cau mày, sau đó ôm quyền chắp tay với gia chủ Na Hi Nghiêu và các trưởng bối lớn tuổi của nhà họ Na. Na Hi Nghiêu chỉ vào Na Nhữ An, nói, sư phụ Quách, tên bất hiếu kia dám phạm thượng, giết trưởng bối, mong sư phụ Quách ra tay thay nhà họ Na diệt trừ mối họa này. Na Nhữ An không thèm nhìn ông ta, mà anh ta nói với ông 13 nhà họ Na trên không, ông thành quỷ rồi cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Rồi anh ta nhẹ nhàng siết bàn tay, hồn ảnh biến mất. Người vừa tiến vào giật mình, N. Khiên hồn dẫn, cậu là ma hay là vu? Bây giờ Na Nhữ An mới nhìn về phía người nọ, ông chính là cung phụng của nhà họ Na, Quách Thanh Tùng. Tôi từng nghe kể về ông, chỉ cách tông sư một bước, đúng không? Năm xưa nhà họ Na mời ông là muốn lợi dụng ông đang ở bên lề cảnh giới tông sư, nuôi ông vài năm, chờ đến khi ông đột phá thì nhà họ Na cũng sẽ có tông sư bảo vệ mình như những nhà khác. Không ngờ nuôi ông nhiều năm như thế mà ông vẫn dậm chân tại chỗ. Sắc mặt của Quách Thanh Tùng trở nên vô cùng khó coi, ông ta nói, cậu nói đúng, tôi cách một bước nữa là đạt đến tông sư. Nhưng ở phương diện giết người, tôi chưa chắc đã kém hơn tông sư. Ông cho rằng tông sư là có thể giết được tôi à, Na Nhữ An lắc đầu. Quách Thanh Tùng nheo mắt, cảm thấy không thể nhìn thấu chàng trai trước mặt mình. Thủ đoạn của ma vu kỳ lạ thần bí, đích xác khiến ông ta kiêng dè, nhưng bình thường ma vu tu hồn phách là chính, thể chất không có gì xuất sắc, cao thủ võ đạo chỉ cần đề phòng, chưa chắc không có phần thắng. Nhưng người thanh niên này cực kỳ tự tin, dường như không thèm coi tông sư ra gì. Tông sư, ngưỡng cửa mà Quách Thanh Tùng nhảy mấy chục năm cũng không nhảy qua được, đối phương dựa vào đâu mà miệt thị. Lễ nào? Ông có muốn đột phá tông sư không? Đột nhiên Na Nhữ An hỏi. Quách Thanh Tùng bất giác run rẩy. Cung phụng do ông ta đích thân mời đến, đương nhiên ông ta biết thực lực của đối phương ra sao. Quách Thanh Tùng chỉ cần động ngón tay là ông ta sẽ mất mạng. Quách Thanh Tùng động thủ. Ông ta tung ra một chưởng, đòn chưởng này ngưng tụ công lực cả đời của ông ta. Nhưng tất cả mọi người không ngờ tới là mục tiêu của đòn tấn công không phải là Na Hi Nghiêu, mà là Na Nhữ An. Na Nhữ An ở bên cạnh Na Hi Nghiêu,
đồng nghĩa với việc anh ta đứng trước mặt Quách Thanh Tùng. Một trưởng toàn lực của tông sư, hơn nữa khoảng cách hai bên cực gần, gần như không có khả năng né tránh. Quách Thanh Tùng tin tưởng, cho dù tông sư đứng ở trước mặt thì cũng không thể bình yên vô sự trở ra. Quả nhiên, đòn trưởng đánh trúng Na Như An. Na Như An bay ngược ra ngoài như con diều đứt dây, đâm vào tường bịch một tiếng, sau đó từ từ rơi xuống đất theo mặt tường. Mọi người trông thấy ngực của anh ta lõm xuống, anh ta không thể sống sót được. Sư phụ Quách, Na Hi Nghiêu hoàn hồn từ cơn kinh hoàng, ông ta nói với giọng cảm động, vốn dĩ tôi còn lo lắng không ai có thể hàng phục cậu ta, cho nên cố ý sai con trai Nhữ Bình đi chùa Bạch Tháp mời cao nhân giúp đỡ. Không ngờ Nhữ Bình chưa trở lại mà cậu ta thình lình làm loạn, nếu không nhờ có sư phụ Quách đối mặt với nguy hiểm mà vẫn không sợ, thì triển thực lực, chỉ sợ ngày hôm nay nhà Na gặp tai ương rồi. Quách Thanh Tùng ôm quyền, Na gia chủ, tôi là cung phụng cho ông mời đến, nhà họ Na đối đãi tôi nồng hậu, cho dù đối xử tệ bạc thì tôi cũng không thể làm chuyện không bằng xúc sinh như thế được. Người nhà họ Na cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bọn họ khen hết lời, sư phụ Quách nghĩa khí, thật là khiến người ta kính phục. Có người đề nghị chém Na Như An thành muôn mảnh, báo thù cho ông 7 và ông 13. Na Hi Nghiêu quay đầu nhìn xác Na Như An nằm dưới sàn nhà. Rồi lắc đầu thở dài, nói, nuôi ong tay áo, đều tại tôi. Cậu ta đã chết rồi, coi như kết thúc ở đây. Đúng lúc này, tôi tớ đến bẩm báo với Na Hi Nghiêu. Đương nhiên, nếu nhà họ Na tỏ thái độ thù địch, hoặc anh phát hiện bọn họ cũng nhúng tay vào chuyện năm đó, Lý Dục Thần tuyệt đối không nương tay. Nhà họ Lý biến mất như thế nào thì cũng khiến bọn họ biến mất như thế. Sở dĩ anh chọn ngày hôm nay đến nhà họ Na là bởi vì hôm nay người nhà họ Na đều có mặt, đông người thì khó che giấu bí mật. Hơn nữa, Đạm Đài Ngọc chỉ nói Minh Phó ở nhà họ Na, chưa kịp nói tên ra, Lý Dục Thần suy đoán người nọ là Na Như An. Hôm nay, những thành viên quan trọng của nhà họ Na đều có mặt đông đủ, có thể dễ dàng xác nhận để tránh sai lầm. Bảo vệ nhà họ Na trông có vẻ hoảng loạn, không chú ý đến anh, cho nên anh nói chuyện với bọn họ. Trong trang viên, nhiều người chạy tới chạy lui, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Các nhân viên an ninh không rõ tình hình của hội nghị gia tộc, bọn họ đang làm nhiệm vụ, chỉ có thể biết tin tức thông qua nhóm chat của bảo vệ. Nhưng với vài câu trò chuyện đơn giản của bọn họ, Lý Dục Thần đã đoán được đại khái bên trong xảy ra chuyện gì. Một người ăn mặc như quản gia đi tới, bảo vệ lập tức đứng thẳng lên. Quản gia nói vài câu với bọn họ rồi đi ra cổng. Đứng chờ ở ven đường với điệu bộ lo lắng. Hiển nhiên không phải đến để đón tiếp Lý Dục Thần. Bảo vệ nhận được chỉ thị của quản gia, lại gần xua tay đuổi Lý Dục Thần, đi đi, đi đi, bây giờ gia chủ không tiếp khách. Lý Dục Thần nói, các anh có chắc là không cần tôi đi vào không? Nếu tôi không vào thì sợ rằng bên trong sẽ có rất nhiều người chết đấy. Bảo vệ ngớ ra, rồi nổi giận, nói cậu nói gì thế hả? Quản gia đứng ở lề đường nghe thấy anh nói vậy thì đi tới quan sát anh vài lần với ánh mắt nghi ngờ. Cửa xe mở ra, người đầu tiên bước ra là một thanh niên, tuổi chừng 30, thoạt nhìn là một người thành đạt giỏi giang. Anh ta chạy sang bên kia, mở cửa xe ra, đón một sư thầy mặc tăng bào, đội mũ vàng. Quản gia đứng hầu bên cạnh, nói cậu chủ đã về rồi. Thanh niên hỏi, trong nhà thế nào rồi? Ôi, xảy ra chuyện rồi ạ. Quản gia dậm chân, nói, Na Như An quả nhiên không phải người tốt, không biết dùng phép thuật gì, giết ông 7 và ông 13, còn khiến nhiều người bị thương, trông rất đáng sợ. Anh ta hoảng sợ, bố tôi không sao chứ? Không sao, may mà sư phụ Quách ra tay, một trưởng đánh chết Na Như An, bằng không. Quản gia nhìn vị lạt ma bên cạnh, vị này chính là cao tăng của chùa Bạch Tháp phải không? Ông chủ vốn định tự mình ra đón, nhưng trong nhà xảy ra chuyện như thế. Ông ấy thực sự không thoát thân được, cho nên sai tôi ra đón cậu chủ và cao tăng. Thanh niên thở phào một hơi, may mà có sư phụ Quách ở đây. Nhưng lạt ma lại cau mày, đôi mắt dõi vào sâu bên trong trang viên, chiếc mũ trên đầu khẽ động đậy, ông ta nói. Ác ma vẫn còn ở đây, cậu ta chưa chết. Cái gì cơ, quản gia lắc đầu nói, không thể nào, tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta bị sư phụ Quách giết chết, ngực lõm cả xuống cơ, có khi trái tim biến. Thành vỏ sủi cảo luôn rồi, sao có thể còn sống được? Chàng trai quính lên, đại sư Tác Lãng đã nói thế thì tất nhiên là có lý lẽ của mình, đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau vào xem thôi.
Ba người bọn họ cùng đi vào trang viên, Lý Dục Thần nhìn Lạt Ma. Vị Lạt Ma này đúng là thú vị, ấy thế mà lại tu luyện phá ngõ pháp, có thể lấy nguyên thần của mình ra ngoài quan sát tình hình trong trang viên. Đại sư Tác Lãng, sao ngài biết? Chàng trai hỏi. Tác Lãng trả lời, nếu cậu ta là đồng bọn của ác ma thì tất cả các cậu đã chết rồi. Lý Dục Thần gật đầu, vị Lạt Ma này không yếu, có nhãn lực. Người thanh niên và quản gia ngạc nhiên, ánh mắt bọn họ nhìn Lý Dục Thần trở nên kỳ quái. Tác Lãng nhìn Lý Dục Thần, hỏi, thí chủ có đạo pháp tuyệt diệu, không biết là phái nào trong đạo môn? Đại đạo chí giản, vạn tiên quy tông, không phân phe phái. Đại hòa thượng, ông tu phá ngõ pháp cũng có thành tựu đấy, xuất gia ở đâu? Tôi tên là Tác Lãng, tu hành ở chùa Bạch Tháp. Thí chủ xưng hô ra sao? Tôi tên Lý Dục Thần. Cậu chính là Lý Dục Thần, thanh niên kinh ngạc, người đại náo Bách Thảo Đường, tuyên bố nhà họ Lý trở lại thủ đô mấy hôm trước chính là cậu. Đúng vậy, là tôi. Cậu thật sự là hậu nhân nhà họ Lý, tuyệt đối không phải giả. Anh ta hơi do dự, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được, chỉ nói. Cậu đến đây làm gì? Tôi muốn tham gia hội nghị của gia tộc nhà anh, nhưng bọn họ không cho tôi vào, nếu để tôi vào sớm hơn thì nhiều người đã không phải chết. Cậu không họ Na, làm sao có thể để cho cậu tham gia hội nghị gia tộc? Sắc mặt thanh niên thay đổi, anh ta nổi giận, nói tôi không làm khó dễ cho cậu, cậu đi đi. Đại sư Tác Lãng, chúng ta đi thôi. A-di-đà Phật, Tác Lãng niệm một câu Phật hiệu, ông ta nhìn Lý Dục Thần, muốn nói lại thôi. Lạt Ma các ông cũng niệm A-di-đà Phật à? Nhập gia tùy tục mà thôi, thế sao không niệm Vô Lượng Thiên Tôn? Lý Thí Chủ nói đùa, tôi là tăng nhân, tuy không tu tịnh độ, có thể niệm Phật hiệu. Nói xong ông ta đi vào trang viên. Lý Dục Thần cười nói sau lưng, này, nếu đánh không lại thì có thể đi ra mời tôi thu phí rẻ lắm. Na Nhữ Bình và Lạt Ma Tác Lãng không để ý đến Lý Dục Thần mà đi thẳng vào trang viên. Quản gia nhìn Lý Dục Thần, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ hung ác. Người kia đắc tội cậu Nhữ Bình, cậu chủ rộng lượng, không chấp nhặt, nhưng làm quản gia của nhà họ Na, ông ta không thể mặc kệ được. Đây là cơ hội tuyệt vời để lấy lòng cậu Nhữ Bình. Sau này cậu Nữ Bình lên làm gia chủ, có khi mình sẽ được làm phó tổng quản, thậm chí là tổng quản. Lúc đi vào, quản gia ghé vào tai bảo vệ nói nhỏ vài câu. Bảo vệ gật đầu hỏi ý. Bảo vệ quay sang nói với Lý Dục Thần, nhóc, tôi thấy cậu còn trẻ, trông khôi ngô tuấn tú, tôi khuyên cậu mau đi đi, về sau đừng đến đây nữa. Lý Dục Thần nở nụ cười, nói, anh thả tôi đi thì ăn nói với quản gia thế nào bây giờ? Bảo vệ trả lời, tôi bảo với quản gia là cậu bị đuổi đi là được. Bảo vệ bên cạnh nói, anh Tứ, quản gia nói là phải đánh chết, anh thả nó đi thì chúng ta không tiện ăn nói với quản gia. Người bảo vệ kia cau mày, không nói gì. Lý Dục Thần cảm thấy ông chú bảo vệ này thú vị, dù sao chờ ở đây cũng nhàm chán, bèn trêu, hay là thế này đi, ông tha cho tôi, nhưng tôi không đi, lát nữa cậu chủ của các ông đi ra, tôi bảo anh ta cho ông lên làm đội trưởng đội bảo vệ. Đừng có trêu đùa tôi, cậu chủ của bọn tôi sao có thể nghe lời cậu được, bảo vệ hơi cáu. Lý Dục Thần nói, ông không nghe thấy cậu chủ của các ông vừa mới nói à, lát nữa anh ta ra ngoài, còn nhận tôi làm bố nuôi đấy. Mẹ kiếp, lần này thì bảo vệ thật sự nổi giận, các anh em, lên. Cả đội bảo vệ cùng nhau xông lên. Nhưng kết quả vẫn giống như vừa rồi, bọn họ thậm chí không chạm vào được một sợi tóc của Lý Dục Thần. Một lát sau, các bảo vệ đã mệt lè lưỡi. Một người nói, chết tiệt, thằng nhãi này trơn như cá trạch. Một người khác nói, anh Tứ, báo cho đội trưởng Dương đi. Bảo vệ được gọi là anh Tứ bèn lấy bộ đạm ra gọi người. Lý Dục Thần không ngăn cản. Một lát sau, một nhóm người mặc thường phục hùng hổ đi từ bên trong ra, thoạt nhìn bọn họ có địa vị cao hơn bảo vệ, nét mặt trông cũng hung hãn hơn. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, anh ta nổi giận nói, có chuyện gì? Ông ta có thể làm đội trưởng đương nhiên vũ lực sẽ không thấp. Ông ta là người lợi hại nhất trong nhóm người này. Nhưng đội trưởng Dương tự biết mình không thể cầm cự được lâu khi đối mặt với sự vây công của nhiều thuộc hạ đắc lực như thế. Mà thanh niên trước mặt lại có thể đánh ngã cả một đội ngũ hai, ba lần. Mày là ai? Ngay cả cậu chủ của các anh còn phải nhận tôi làm bố nuôi, anh nói xem tôi là ai? Mày thích chết à?
Đội trưởng Dương ra tay. Tất nhiên ông ta không ngu, anh ta không cho rằng mình có thể thắng được Lý Dục Thần, thế nên ông ta dứt khoát móc súng ra, không nhiều lời vô. Ít mà nổ súng ngay lập tức. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến anh ta và toàn bộ bảo vệ ở đây ngu người tại chỗ. Giống như có một lá chắn vô hình, một lớp màn sáng xuất hiện trước mặt Lý Dục Thần, viên đạn dừng lại ở đó, xoay tròn giữa không trung, không gian xung quanh đầu đạn như vặn vẹo, tạo ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Bàn tay cầm súng của đội trưởng Dương đang run rẩy. Ông ta chưa bao giờ nghe về chuyện này. Cho dù là tông sư võ đạo thì cũng đâu thể lấy khí làm khiên, ngăn cản viên đạn ở khoảng cách gần như thế được. Lẽ nào đối phương cũng là đại tông sư tiên thiên giống như Thiết Tiêu Vô Địch Tiêu Sinh? Ông vừa mới nói gì? Lý Dục Thần hỏi. Tôi, không, không nói gì, đội trưởng Dương sợ đến mức nói năng lộn xộn. Tôi thấy ông mới thích chết ấy, Lý Dục Thần nói. Sau đó, đội trưởng Dương trông thấy lá chắn vô hình run rẩy, viên đạn bị bắn ngược lại. Đó là hình ảnh cuối cùng mà ông ta nhìn thấy trong đời. Viên đạn bắn trúng trán ông ta. Đội trưởng Dương đứng cứng ngắc ở đó mãi một lúc lâu rồi mới ngã xuống. Ông ta ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Các bảo vệ bên cạnh hoảng sợ nhìn cảnh này. Khi ánh mắt lại nhìn về phía Lý Dục Thần, bọn họ như nhìn thấy ma quỷ. Toàn thân run rẩy vì sợ hãi, thậm chí không dám thở mạnh. Một bảo vệ trong đó lập tức quỳ xuống, đập đầu xin tha, xin cậu tha mạng cho tôi. Tôi trên có mẹ già 80, dưới có ba đứa con sinh ba, tha cho tôi đi mà. Có anh ta đi đầu, những người khác cũng vội vàng quỳ xuống, nhao nhao. Xin tha. Chính là một chút cảm giác sợ hãi này đã khiến Lý Dục Thần cảm thấy người này rất chân thành, mà không phải loại người giả dối thấy chết không sờn. Anh nhìn anh ta, cười nói, anh họ Lý, tôi cũng họ Lý, làm sao lại nhận giặc làm cha chứ? Nói không chừng chúng ta là người cùng một nhà thì sao? Bớt nhận thân đi, trên thế giới này có nhiều người họ Lý lắm, Lý A Tứ nói, cậu muốn giết cứ giết, đừng nói những thứ vô dụng này nữa. Nể mặt vừa nấy anh muốn tha cho tôi sẽ không giết anh, cũng sẽ không giết đám huynh đệ của anh, Lý Dục Thần nói. Lý A Tứ sững sờ, thật ư? Đương nhiên là thật, Lý Dục Thần nói, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Từ chức, đi làm cho tôi. Sau khi Na Hi Nghiêu biết con trai mình Na Nhữ Bình đã trở về, mà lại còn mời được cao tăng chùa Bạch Tháp, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhưng mà bây giờ Na Nhữ An đã bị sư phụ Quách đánh chết, cũng không cần đến cao tăng nữa, hơn nữa vì để tránh làm sư phụ Quách thất vọng đau khổ, ông ta cũng không ra ngoài nghênh đón. Mà để quản gia ra ngoài, thuận tiện đuổi tên nhóc họ Lý không biết từ đâu tới kia đi. Sư phụ Quách, kể từ hôm nay, ông chính là thủ tịch cung phụng của nhà họ Na, về sau cho dù nhà họ Na mời bao nhiêu võ sư cung phụng đến, bàn về địa vị, tuyệt đối sẽ không cao hơn ông, Na Hi Nghiêu nói. Quách Thanh Tùng giãn mặt ra cười nói, gia chủ khách khí quá. Nhà họ Na là một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, vị trí thủ tịch hẳn nên dành cho một vị tông sư. Đã nhiều năm rồi chưa thể tiến thêm, từ đầu đến cuối không đột phá nổi, thực sự là rất hổ thẹn. Không phải tôi khách khí, thật ra tôi sớm nên thăng sư phụ Quách làm thủ tịch, Na Hi Nghiêu thở dài, không dối gạt sư phụ Quách, trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô chỉ có nhà họ Na chúng tôi không có tông sư tỏa chấn, cho nên tôi vẫn giữ lại vị trí thủ tịch, hy vọng có thể mời được một vị tông sư. Nhiều năm như vậy, phải để sư phụ Quách chịu thiệt thòi rồi. Ông ta nhìn thoáng qua Na Như An nằm dưới đất. Lúc trước để tên nhóc này đính hôn với con gái của Trương Điên cũng là vì suy nghĩ về điều đó. Ai biết tên nhóc này lấy được kỳ ngộ gì, đột nhiên thay đổi vẻ uất ức lúc trước, trở nên bá đạo, hơn nữa còn biết dùng tà thuật. Ban đầu tôi bị ma quỷ ám ảnh, cho rằng cậu ta có thể trở thành trụ cột tương lai của nhà họ Na. Không nghĩ tới cậu ta lòng lang dạ thú, trong mắt không có chút tôn trọng trưởng bối nào. Nếu không phải sư phụ Quách ra tay, hôm nay nhà họ Na sẽ gặp nạn mất. Bây giờ tôi mới nhớ ra, Trương Điên và toàn bộ những môn phái quan trọng trong thủ đô đều biến mất, có khi cũng là tên nhóc này dở trò quỷ. Ngay cả Trương Điên cũng không phải là đối thủ của cậu ta, không nghĩ sư phụ Quách lại chỉ dùng một chiêu đã đánh chết được cậu ta. Chứng tỏ mặc dù sư phụ Quách chưa đột phá tông sư, lại đã sớm có thực lực của tông sư. Vị trí thủ tịch cung phụng này, sư phụ Quách hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm. Quách Thanh Tùng mỉm cười, có chút kiêu ngạo nói, ha ha, Trương Điên thì tính là gì? Không phải tôi khoe khoang,
mặc dù tôi không thể đột phá cảnh giới tông sư, nhưng bàn về võ nghệ, nếu thật sự muốn dùng mạng sống để so sánh, tông sư bình thường chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Vâng vâng vâng, sư phụ Quách Huy Vũ, về sau nhà họ Na đều phải nhờ sư phụ Quách đến tọa trấn rồi, Na Hi Nghiêu nói. Sư phụ Quách cười ha ha một tiếng, gia chủ yên tâm, đưa mắt nhìn toàn bộ thủ đô, ngoại trừ Tiêu Sinh ra, những tông sư khác còn không lọt vào mắt của tôi được. Từ nay về sau, mấy người cứ yên tâm phát triển, chuyện chém chém giết giết cứ giao cho tôi là được rồi. Trong lòng đám người nhà họ Na đều tràn đầy vui vẻ, cho rằng cuối cùng nhà mình cũng có một vị cao thủ với thực lực có thể so với tông sư thậm chí là vượt trên tông sư. Chợt nghe thấy một tiếng cười âm trầm vang lên. Chậc chậc chậc, nhìn ông khoác lác kìa, bản thân mình còn chưa phải tông sư, mà ngay cả tông sư cũng không thèm coi ra gì sao. Đám người đều kinh hãi. Chỉ thấy Na Như An nằm trên mặt đất chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lồng ngực bị lõm xuống chậm rãi phồng lên, lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Na Hi Nghiêu run rẩy nói cậu không chết. Lão già ông còn không thoái vị, làm sao tôi nỡ chết chứ, Na Như An âm hiểm cười nói. Cả người Na Hi Nghiêu run rẩy, chỉ vào Na Như An, trong lòng vô cùng giận dữ. Nhưng sợ hãi lại khống chế cơ thể của ông ta trước giận dữ một bước, khi khí tức âm hàn trên người Na Như An ập tới, ông ta cảm giác hai chân mình mềm nhũ, suýt nữa thì quỳ xuống, tôn nghiêm trước kia của gia chủ đã không còn sót lại chút gì vào thời khắc này. Một bàn tay đỡ lấy ông ta, chính là sư phụ Quách. Sư phụ Quách tiến lên một bước, ngăn cản trước mặt Na Hi Nghiêu. Nhóc con! Cậu đúng là có tài, chịu một trưởng như thế của tôi mà còn có thể sống, sư phụ Quách nói. Có sư phụ Quách cản trở, cuối cùng Na Hi Nghiêu cũng ổn định lại, nhỏ giọng nói, sư phụ Quách, nhờ ông cả đấy. Những thành viên khác nhà họ Na đều giơ cánh tay lên hô to, sư phụ Quách, giết ông ta. Giết anh ta đi. Không biết qua bao lâu, một người phụ nữ nôn mửa liên tục đầu tiên, tiếng và mùi nôn mửa đã khiến đám người tỉnh lại. Đám người tỉnh lại từ trong khiếp sợ và chết lặng càng thêm sợ hãi. Giọng nói của Na Như An vang lên, Na Hi Nghiêu, ông có thể thoái vị, vị trí gia chủ cứ để tôi làm đi. Tôi đã nói xong, ai tán thành, ai phản đối. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, mọi người đều cúi đầu xuống, giống như thầy giáo trên lớp học sắp điểm danh đặt câu hỏi, cứ như học sinh chỉ cần phảng phất cúi đầu xuống ngừng thở, thầy giáo sẽ không nhìn thấy vậy. Chợt nghe thấy một giọng nói vang dội, tôi phản đối. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bị đẩy ra. Mọi người giống như trốn được một kiếp, nhẹ nhàng thở ra, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Na Nhữ Bình đi vào từ ngoài cửa, đi cùng ông ta là một lạt ma đội mũ vàng. Na Hi Nghiêu thấy con trai gọi được cứu binh đến thì có dũng khí, hỏi, Nhữ Bình, vị này chính là cao tăng chùa Bạch Tháp sao? Na Nhữ Bình giới thiệu nói, được đúng vậy. Bố, đây là Tác Lãng Đại Sư. Ồ, Tác Lãng Đại Sư, Na Hi Nghiêu cũng không biết nên dùng lễ tiết gì, đành phải chắp tay trước ngực, làm phiền Đại Sư. Tác Lãng nói, Na gia chủ không cần khách khí, chùa Bạch Tháp từng chịu hoàng ân, nhà họ Na là hậu duệ hoàng tộc, nhà họ Na gặp nạn, lẽ ra tôi nên tương trợ. Na Hi Nghiêu có chút lo âu nhìn thoáng qua Na Như An, nói, Đại Sư, tên nhóc này có chút tà môn, ông cẩn thận một chút. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tác Lãng cau mày nói, cậu biết sư phụ tôi. Sao lại chỉ có mỗi biết được, Na Như An nhìn về phía ngoài cửa sổ, 20 năm trước, sư phụ ông cũng từng nói với một người như ông nói. Tác Lãng cũng không để ý đến lời nói của Na Như An. Na Như An chỉ mới ngoài 30, 20 năm trước anh ta chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi. Làm sao có thể biết sư tôn của ông ta Đan Tăng Pháp Sư được chứ? Nếu cậu đã không muốn sám hối trước Phật, vậy tôi cũng chỉ có thể đưa ngươi đến địa ngục hối cải thôi, Tác Lãng nói. Hai tay của ông ta chắp tay trước ngực, niệm tụng chú ngữ, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh như bầu trời đêm. Tiếng chú ngữ gấp gáp như mưa rơi, đánh vào trong lòng mọi người. Không gian xung quanh Na Như An như bọt nước mộng ảo lay động, chú ngữ như tên bắn xuyên qua hư không, đâm về phía Na Như An. Na Như An cười ha ha, chỉ thế thôi sao? Chỉ thấy anh ta giơ tay lên, ngón tay bỗng nhiên dài ra, như nhánh cây dây leo kéo dài, xuyên qua hư không bọt nước mộng ảo, đâm vào Tác Lãng. Tác Lãng vô cùng kinh hãi, nhấc chân dẫm mạnh xuống mặt đất một cái, nền đất nứt toác, toàn bộ căn phòng đều rung động.
Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lo lắng nó sẽ sụp đổ xuống. Mà theo một cước này chấn động, hư không bọt nước trước mặt Tác Lãng vỡ vụn, cánh tay thò tới của Na Như An cũng đứt gãy theo, bàn tay anh A rơi xuống đất bịch một tiếng. Mọi người nhìn thấy Phật Pháp cao thâm như vậy, sau khi chấn động liền sinh lòng kính nể. Cao tăng chùa Bạch Tháp quả nhiên lợi hại, chỉ mới đối mặt thôi mà đã cắt đứt một cánh tay của Na Như An rồi. Lúc mọi người đang cảm thấy sẽ thắng chắc, Na Như An chắc chắn sẽ bị đánh bại, chợt nghe Na Như An cười một tiếng ha ha. Tất cả đám người trong phòng đều quá sợ hãi, cảnh tượng Na Như An giết sư phụ Quách vừa rồi mặc dù rất rung động, chủ yếu vẫn chỉ khiến người A cảm thấy sợ hãi. Nhưng một màn cụ tay mọc lại này lại làm cho mọi người ta có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ tên này sẽ không chết sao? Nhìn qua có vẻ hòa thượng này căn bản đánh không lại anh ta. Có một số người đã bắt đầu động tâm, không biết bây giờ có nên phản bội, ủng hộ Na Như An làm gia chủ hay không, hẳn là có thể không phải chết, nói không chừng sẽ còn có thể một bước lên mây. Tác Lãng quá sợ hãi, nhìn Na Như An nói, rốt cuộc cậu là ai? Tôi đã nói với ông rồi, tôi đến từ địa ngục. Không phải Phật môn mấy, người thích nói cái gì mà tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục sao? Hôm nay tôi sẽ đưa ông đến địa ngục theo như tâm nguyện của ông. Na Như An như cười mà không cười nhìn đám người sau lưng Tác Lãng. Mấy người cũng giống vậy, ai từ bi có thể đi cùng ông ta? Nếu quyến luyến nhân gian xuân sắc, muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý thì hãy quỳ xuống cầu xin tôi đi. Bịch một tiếng, một người trẻ tuổi quỳ xuống. Tôi ủng hộ anh làm gia chủ. Có người này dẫn đầu, liền có mấy người nữa cùng quỳ xuống rầm rầm. Na Như Bình chửi ầm lên, mấy người, đám người hèn nhát này. Vào thời khắc nhà họ Na sinh tử tồn vong, sao mấy người có thể quỳ xuống xin? Tha được, cốt khí hoàng gia của mấy người đâu? Lại chuyển hướng sang Na Như An, Như An, vị trí gia chủ này, tôi tặng cho cậu, chỉ cầu xin cậu hãy bỏ qua cho Bình Nhi và các tộc nhân. Bố, Na Như Bình lớn tiếng nói, không cần cầu xin anh ta. Tên bại hoại này, con thà chết cũng tuyệt đối không cần sự thương xót của anh ta. Na Như An cười lạnh nói, nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ đưa anh đi gặp Diêm Vương trước. Na Như Bình đứng ở nơi đó, trợn mắt nhìn anh ta, không hề lùi bước. Tác Lãng Lạt Ma bỗng nhiên vươn tay ra kéo mạnh Na Như Bình. Chỉ thấy dưới chân Na Như Bình chợt lóe lên một cái bóng đen. Mà giày của Na Như Bình đã hóa thành màu xám. Na Như An cười nói, hòa thượng, bản thân ông còn không tự gánh nổi, còn muốn bảo vệ anh ta. Vô dụng thôi, cái bóng của anh ta đã NN với Hoàng Tuyền, anh ta không trốn thoát được đâu, ai có thể trốn được cái bóng của mình chứ? Mọi người giật mình nhìn thấy cái bóng của Na Như Bình bò dậy từ dưới đất, bò về phía thân thể Na Như Bình. Mà chỗ nối liền với cái bóng dưới chân Na Như Bình lại dâng lên một dòng nước đen. Tác Lãng lấy một cái chuông từ trên người ra, rung lên leng keng mấy lần. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, dòng nước đen dâng lên dưới chân Na Như Bình liền bình tĩnh lại, cái bóng vừa mới bò lên trên người anh ta cũng rơi xuống. Cái bóng vừa rơi xuống đất, Tác Lãng lại lấy phạt chiết la ra, còn được gọi là kim cương hàng ma sử, đâm xuống đất một cái, cố định cái bóng tại chỗ. Na Như An hừ lạnh một tiếng, ha ha, xem như có chút đạo hạnh. Vậy cứ để dòng sông địa ngục đó đi, để tôi xem ông có thể cứu được mấy người. Vừa dứt lời, anh ta liền mở hai tay ra, giống như đang chuẩn bị ôm cái gì đó. Gió lạnh chợt nổi lên, trong phòng đột nhiên lạnh xuống, mọi người như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy. Dưới chân Na Như An dâng lên một dòng suối màu đen, giống như Hoàng Tuyền địa ngục hiện lên vậy, cũng lấy anh ta làm trung tâm, tuôn ra bốn phía. Dòng nước đen này mang theo tử khí nồng đậm, cho dù chưa nhìn thấy bao giờ, ai cũng biết không thể đụng vào thứ này. Mà đám người nhà họ Na vừa rồi đã nhìn thấy có không ít vệ sĩ bị một thứ như nước đen dưới chân cuốn lấy, nửa người dưới liền nát. Bây giờ dòng nước đen này lại liên tục không ngừng vào tới như thủy. Chiều. Mọi người muốn chạy, nhưng không có một người nào có thể cử động được, bởi vì bọn họ phát hiện mình đã bị thứ gì đó cuốn lấy. Cúi đầu nhìn xuống, thứ cuốn lấy bọn họ đúng là cái bóng của mình. Nhìn thấy dòng nước đen chảy tới, tử khí tràn ngập. Tác Lãng rút hàng ma sử đang cố định cái bóng của Na Như Bình ra, gõ mạnh xuống mặt đất. Trong nháy mắt hàng ma sử đâm xuống mặt đất liền tạo ra một vòng gợn sóng, đẩy lùi tử khí.
nhưng dòng nước đen vò tới chỉ bị cản trở một chút, vẫn mãnh liệt ập đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.